với các hàng bậc sinh thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng quát ta mê đăng a sa quát khai da qua hăng bậc thị mà trong sạch làm đây. Hãy ô nhiễm ngầm pháp sư ma samgasa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa Brahmacaloka dipati sahang bati katang cali angthi Sang kita tetap kaca ketika desa itu mang anukam bimang bacang satthamma bering pinaja yang jaman che yên vẫn ngậm ngùi khoảng Phật những đời nhâm sang thuyết pháp độ các hàng đó năm thầy thỉnh dự pháp đó là nhóm kiều trần như được nêm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở bốn mười lăm hạnh rưỡi thế gian bởi nhân tịch môi đàn bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn dạ con pháp sư xong ạ dạ con kính dâng mít đến ngài Liễu Tông để ngài thử mít dạ con kính dâng mít ngài Nam mô Tát Sa Phật Hà Tô Sam Ma Sam Mô Tát Sa Phật Hà Tô Arahato Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kính Thưa Chư Cần Sư Nam Sư Nữ Trong Đạo Tràng. Hy vọng quý vị tiếng chúng tôi rõ, nhưng mà cái nick của cô trong nghe rất không rõ ràng lắm, anh đây ráng là nói lớn lớn. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ cái nick con á, bạch ngài này, con đã mở nếu bạch ngài nghe ngọ nghe không được rõ thì con xin nhờ chị Meta, chị Meta có thể làm thị giả cho ngài được không chị Meta, tại vì cái mic em nó nhỏ quá ngài nghe không được rõ. Dạ xin dâng mic cho chị Meta nha.
Nam mô tha dạ, Nam mô tham mà dạ, Nam mô sân kha dạ. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con trước hết con kính lễ Ngài Liễu Tông. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính lễ toàn thể đạo tràng. Dạ, hôm nay là ngày vấn đáp về Phật Pháp của Ngài Liễu Tông. Vậy xin tất cả quý cô chú anh chị trong đạo tràng nếu có thắc mắc gì thì sẽ tay lên với ngài, hoặc là nếu không thì có thể chích tách chat lên màn hình thì Meta sẽ đọc. Nhưng mà Meta xin nói là cái máy của Meta dùng thì không thấy ai đưa tay hết. Vì vậy nếu mà ai có ý kiến, có thắc mắc gì thì cứ chat lên là cầm mic thì Meta sẽ đưa, hoặc là tách chat thì Meta sẽ đọc. Dạ, kính cảm ơn tất cả toàn thể đạo tràng. Dạ, Meta xin nhường mic cho quý vị ạ. Dạ, Meta đã thấy có huynh Khinh Thông vào đạo tràng rồi. Vậy xin huynh có thể làm thị giả cho ngài hôm nay được không ạ? Dạ, nếu được thì Meta sẽ nhường mic lại cho huynh ạ. Dạ, xin huynh cho biết tín hiệu ạ. Dạ, vậy thì Meta xin nhường mic lại cho huynh Thinh Thông nha. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin đảnh lễ sư Liễu Tông, con xin đảnh lễ sư Trí Đức nếu như là có trong trong room, và xin chào tất cả quý đạo hữu ở trong room. Và con không biết rằng là cái âm thanh của con là mọi người nghe nó có bị được rõ không? Hồi tuần trước con âm thanh của con nó bị trục trặc miết à. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị Trần Đạo và cảm ơn anh Thiện Trí. Dạ, hôm nay con làm thị giả cho sư. Dạ, hôm nay con làm MC cho room. Dạ, được ạ. Không sao. Dạ, không biết là anh chị nào có và quý anh chị nào có muốn nêu những cái câu hỏi gì đó thì các anh chị cứ việc gõ lên, Tịnh Đồng sẽ chúng tôi sẽ đọc để, cho sư là Liễu Tông. Dạ. Thì trong khi mà chờ đợi các anh chị thì con xin có một cái câu hỏi như vậy thưa sư. Là cái câu hỏi của con nó là để con nhớ lại nó là có cái vấn đề người ta hỏi đặt ra như vậy thưa sư, là ở những cái nghiệp mà tạo trước cái khoảnh khắc mà chứng đạo A-la-hán đó thưa sư, tức là những cái nghiệp trong quá khứ đó, thì sau cái khoảnh khắc chứng đạo A-la-hán thì cái vấn đề đặt ra đó là những nghiệp đó, đó có bị sát trừ đi hết hay không? Nếu nói rằng là nó bị sát trừ hết đó, thì tại sao các vị A-la-hán vẫn còn bị trổ quả? Nhưng mà nếu nói rằng là những cái nghiệp đó không bị sát trừ đó, nó vẫn còn nguyên ở đó thì làm sao mà chấm dứt được sanh tử? Thì có người họ nêu như vậy thì con nhớ là con nói rằng là nghiệp nó có hai cái loại nghiệp, mà nó cho hai cái loại quả, một nó là cái quả tục sinh, hai nó là cái quả bình dực. Thì con nghĩ rằng là nó sát trừ là nó sát trừ cái quả
tục sinh, không biết có đúng như vậy hay không. Dạ con xin gửi cái mic lại cho sư. Dạ kính xin sư quan hỷ từ bi giải thích cái bài này cho chúng con được hiểu. Nam mô Phật Thầy và kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thật ra đó nó sát trừ thì nó nói là nghiệp của Arata mắc khá đó, khi mà nó sát trừ tất cả các loại nghiệp. Nếu các loại nghiệp không đủ điều kiện để theo kịp trong khi cái vị A Lán vẫn còn hơi thở, nghĩa là tất cả cái đó nó trở thành vô hiện nghiệp khi mà các vị A Lán chấm dứt hơi thở mà thôi, nghĩa là cái tâm Parinibbana phát sanh thì mới chấm dứt hết. Còn nếu không kể từ ngày từ lúc mà Arhat Phổn quả đó, quả tứ thánh quả đó phát sanh đó, thì những nghiệp nào nó đủ năng lực nó theo kịp thì vị đó phải nhận lãnh chứ không thể nào tránh khỏi đó. Còn những cái nào yếu nó theo không kịp, tất cả các nghiệp mà nó theo không kịp hoặc gần kịp, chỉ theo cho tới cái lúc mà cái sát na tâm trước cái tâm tử của cái vị đó mà thôi, được tâm tử vị đó mà thôi, chứ không phải là cho quả tục sinh hay không tục sinh đó. Một cái tâm thể nó cho quả tục sinh mà cũng có thể cho quả bình nhật được. Thí dụ cái tâm mà không thể cho quả tục sinh được á, tất cả những cái loại nghiệp trong sát na thứ nhất của các việc làm của các vị đó, tất cả mọi việc làm vậy, cái động tác thứ nhất chỉ cho nghiệp trong cái hiện tại, từ cái lúc mình làm đến cái lúc mà mình chết thôi, thành ra nó chỉ cho quả bình nhật mà thôi. Đó là cái tâm sở từ trong cái động tác thứ nhất. Cái động tác thứ bảy nó có thể nó cho quả tục sinh hoặc quả bình nhật trong cái kiếp thứ hai mà thôi. Còn từ thứ hai tới thứ năm đó thì nó có thể nó cho quả từ cái kiếp thứ ba, có thể tục sinh hoặc có thể bình nhật từ cái kiếp thứ ba cho tới khi nào bà rí niếp hà ná chịt tạ phát sanh, tức là cái tầm thử của bậc A La Hán đó. Thành ra những nghiệp nào mà từ trong cái tâm cái động tốc thứ hai đó cho tới động tốc thứ sáu đó, như trong từng vô lượng kiếp đó, nó có khả năng theo nó cho quả bất cứ lúc nào, chứ không phải là tục sanh hay là bình nhật gì đó, cho quả bất cứ lúc nào. Nếu nó ở cho thì theo kịp trong thời bình nhật thì nó cho quả trong thời bình nhật, nó theo kịp trong cái thời ông đó vừa thử phát sanh, nó theo kịp nó vẫn cho quả trong cái lúc đó như thường, là quả tục sinh. Thành ra mình hiểu vậy đó, nó cho quả tất cả chứ không phải là cho quả tục sinh hay quả bình nhật gì cả, tất cả nó theo kịp lúc nào thì nó cho quả lúc đó. Thành ra các vị A La Hán vẫn bị như thường, bị từ cái lúc mà sau khi đắc đạo đắc quả cho tới cái lúc hết tuổi thọ đó, lúc nào cũng theo cái bị nghiệp, cả nghiệp tử lẫn cái nghiệp mà bình thường. Nghiệp tử là như thế nào? Những cái gì đắc đạo quả tột mạng đó, nó theo kịp là cái gì đó đắc đạo quả xong chưa kịp hưởng là cũng tắt thở như thường, là tùy theo cái nhiệm vụ mà khi nó cho quả đó. Trả lời cái vấn đề về nghiệp vậy. Bây giờ trả lời câu hỏi vừa rồi, câu hỏi tuần trước á, hỏi cái vô lượng định á, cái vô lượng định đó là cái định trong các tâm siêu thế mà thôi. Bali giải thích cái chữ Appamanang đó là Lokottara Samadhi, Lokottara Samadhi. Thì cái Lokottara Samadhi đó, đó cũng nói là cái Samadhi trong cái tâm quả đó thôi, nhưng mà một số cái vị A-chan của A-chan, nghĩa là cái vị mà chú giải sư đó cũng có thể là không có cái sự đồng nhất với nhau. Thành ra chúng tôi thấy có hai phần. Phần thứ nhất, người ta chỉ nói là Lokottara Arahata Phala Samadhi, tức là cái định trong cái tâm tứ thánh quả mà thôi. Nhưng cái vị khác, có một số vị khác thì nói là Makkha Samadhi, tức là trong tâm đạo. Tại vì khi mà cái bậc mà không phải bậc tháng đó, mà bình thường thời bình nhật của họ vẫn còn phiền não như thường, thành ra nếu khi nào nhập thiền quả thì mới đạt được cái đó, mà không nhập thì vậy. Thành ra có những cái chỗ nó được giải thích khác nhau, nhưng mà nói chung chung là tức là cái định trong Lokottara, là Lokottara Samadhi, tức là định trong các tâm siêu thế mà thôi. Nam mô Phật Thầy á. Dạ Nam mô Phật Thầy á. Dạ con kính tri ân sư.
Dạ, nhưng mà con nhớ cái trong cái đoạn kinh đó, thưa sư, nó có một cái chỗ á, là nói rằng là cái định này á là không phải là cái sự chế ngự gò ép. Cái định vô lượng này nó không phải là cái sự chế định gò ép mà thường xuyên liên tục. Nhưng mà khi mà mình nhập định là coi như là mình phải có một cái sự chế ngự trong một cái khoảng tạm thời nào đó những cái phiền não. Mà trong cái đoạn kinh đó thì lại nói rằng là không có chế ngự, không có gò ép, thì con cũng không hiểu cái chỗ đó là như thế nào. Tại vì cái định thì nó phải chế ngự tạm thời, đúng không sư? Chế ngự tạm thời các cái triền cái. Như vậy thì cái này vẫn là cái định của thánh thánh quả định hả thưa sư? Thánh quả định, nhưng mà thánh quả định của tứ quả hay là của sơ quả, nhị quả, quả đều được hết. Dạ, xin sư giải thích rõ hơn cái chỗ này giùm chúng con. Nam mô Bổn Thầy, dạ, kính bạch chư tôn hiền, dạ, kính thưa chư quý vị. Thì họ nói là tất cả các tâm siêu thế, cái định trong tâm siêu thế đều đều có thể là vô liền định, nếu mà lúc đó không có cái các loại phiền não. Nhớ cái nói cái lúc đó không có các loại phiền não. Thành ra nếu mình hiểu cái vụ mà cái samadhi trong cái tâm quả, mà trong lúc mà không có phiền não thì trừ phi cái gì đó đang ở trong quả mà thôi, chứ còn nếu mà gì đó không ở trong quả, ví dụ như bậc sơ quả chẳng hạn, bình thường cũng có phiền não vậy, phải không? Đó, thành ra cái đó người ta mới 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 không đồng ý nhau cái chỗ là tại sao mà nói là Lokottara Samadhi mà phải nói là Lokottara Arahat Phá Lá Samadhi. Đó, hai cái là tức là cái định trong tâm tứ thánh quả đó. Nhưng mà có một cái gì khác thì nói chung chung tức là định trong các tâm siêu thế đó. Nhưng mà định trong các tâm siêu thế thì phải là không có phiền não, nghĩa là không có bị quấy phá bởi phiền não trong lúc đó đó. Thành ra thường thường đó, nếu mình nói về chi pháp thì nó dễ hiểu lắm, nhưng mà mình nói về cái vấn đề chế định thì nó hơi khó hiểu. Phải chi pháp là gì? Khi mình nói cái tâm quả thì siêu thế, quả siêu thế tức là vị đó phải là bậc thánh, ngay cả trong quốc vẫn là bậc thánh như thường. Nhưng mà nếu mình nói về chế định đó, thì cái bậc thánh là kể từ khi đắc đạo quả đó, được gọi là bậc thánh kể từ đó. Nhưng mà bình thường thì cái tâm của họ đâu phải là tâm quả không, mà họ có thể họ là tâm đại thiện, hay là tâm nếu tứ thánh quả là tâm di tác, thấy không? Thành ra nó mới có cái chuyện mà tại sao có một số cái vị nói là Arahata Phá Lá Samadhi, còn có cái vị khác thì chỉ nói là Lokottara Samadhi, nhưng mà cũng có cái vị nói là Makkha Samadhi đó. Thành ra cái này cái thuộc về siêu thế, mình đọc để hiểu chứ khó bàn lắm, bởi vì mình chưa người chưa tới. Thành ra chú giải nói làm sao rồi mình lấy là hết rồi mình nói vậy thôi, chứ còn nếu mà nói chắc chắn như thế nào thì chúng tôi cũng chịu thua. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con hiểu rồi thưa sư. Dạ con kính tri ân sư. Ở trong room là các anh chị có ai có những câu hỏi nào thì các anh chị cứ từ từ chat lên rồi chúng tôi sẽ đọc lại cho sư nha. Thì để không có mất thì giờ tiết thì giờ của room giờ của sư á, thì khi chưa có ai nêu những cái câu hỏi lên á, thì chúng tôi sẽ nêu những cái vấn đề để sư giảng giải cho chúng ta cùng 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 học. Dạ, con quay lại về cái vấn đề nghiệp á, thưa sư. Vấn đề nghiệp hồi nãy thì sẵn xin sư nói lại, dẫn nói về cái vô hiệu nghiệp á, thưa sư. Cái vô hiệu nghiệp á, con lấy ví dụ như cái vô hiệu nghiệp nó có những cái loại vô hiệu nghiệp nào, thưa sư? Nghĩa là nó do nó ví dụ như vậy thưa sư. Bây giờ cái nghiệp có cái nghiệp A với cái nghiệp B, thì đúng ra nó là bây giờ là cái nghiệp A nó sẽ trổ quả, nhưng mà do cái nghiệp B nó mạnh hơn cho nên là cái nghiệp B á, nó sẽ lấn cái nghiệp A để mà nó cho quả. Như vậy thì con hỏi thưa sư, thì cái nghiệp A đó, lúc đó nó còn hay là nó mất?
tức nghĩa rằng là nó còn cơ hội để nó cho cái quả, hay là nó không không vĩnh viễn nó không còn chỗ nữa. Đáng lẽ ra tới lúc này nè là cái nghiệp A nó sẽ trổ quả, nhưng mà do nó yếu thì cái nghiệp B mới lấn nó và cho một cái quả. Thì như vậy á, thì cái nghiệp A đó nó coi như là nó thành vô hiệu nghiệp, hay là nó vẫn nằm đó đợi đủ duyên thì nó sẽ trổ quả. Dạ con kính xin gửi mít cho sư, dạ, nói về cái loại mà vô hiệu nghiệp đó thưa sư. Dạ. Nam mô Bụt Thà, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Vô hiệu nghiệp nó có ba trường hợp. Thứ nhất, ná hổ thị áo quý bà cô, tức là nghiệp chưa cho quả. Cái này thì nó giống như là không chắc chắn đó, không chắc chắn là nó có quả hay không có quả, nghiệp chưa cho quả. Cái thứ hai, ná phá quý xì tạ cầm má quý bà cô, nghiệp sẽ không cho quả. Cái thứ ba là ná thị cầm má quý bà cô, nghiệp không có quả. Nghiệp không có quả, nó có ba chuyện: nghiệp chưa cho quả, nghiệp sẽ không có quả, và nghiệp không có quả, nghiệp sẽ không có quả, và nghiệp không có quả. Đó là ba trường hợp nói về vô hiệu nghiệp. Thành ra cái nghiệp chưa cho quả đó thì mình dễ hiểu lắm, đa số cái nào mà nó chưa theo kịp mà nó không có cơ hội để nó cho quả đó thì nó chờ đó. Nhưng mà khi nó chờ cái vị đó mà lỡ đắc sơ quả thì những cái nghiệp mà đưa đi bốn đường ác đạo đó là cái đó nghiệp sẽ không cho quả, ăn cái nghiệp đó sẽ không cho quả. Còn như bậc A-la-hán đó thì mà đắc quả A-la-hán rồi đó, tất cả các nghiệp nào chưa cho quả hoặc theo không kịp thì đều gọi là nghiệp không có quả. Nghiệp không có quả bởi đã tạo rồi nhưng mà không thể năng cho quả được trong mọi trường hợp. Còn những cái vị khác bậc thánh thấp thì có thể có khả năng cho quả. Còn mình thì chỉ có một loại, có hai loại thôi: cái nghiệp là quá thời hạn cho quả, hoặc cái nghiệp là chưa cho quả thôi. Tức là giống như chúng tôi nói nãy đó, ví dụ như mình bây giờ tất cả những cái động tác nào trong kiếp này là động tác của thứ nhất á, thì tạo mình tắt thở là kể như tất cả các nghiệp đó là trở thành vô hiệu nghiệp chứ không có thể nào có khả năng cho quả. Còn cái động tác thứ bảy đó thì nó có thể nó cho quả trong kiếp 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 sau này, tức là có lúc đó chứ không, cho đó thì mình cũng không chắc. Nếu mà nó có được ấy nhưng mà tới cái tâm tử của cái kiếp kế này đó là chắc chắn nó sẽ trở thành vô hiệu nghiệp, chắc chắn là không có quả. Còn cái nghiệp mà không có quả thường thường đó là những cái pháp mà kiểu các bậc thánh thánh tư quả đó, nhiều khi tạo 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 vậy đó, tạo rồi xong không có. Bởi vì khi mà đắc cái đó rồi tất cả các loại mà nghiệp xấu mà làm trong quá khứ đều không có khả năng mà cho quả đó. Nhờ quả thì dường như quả tái tục thì là tất cả các nghiệp đó là không có thể có khả năng cho quả tái tục, tức là mình gọi là nghiệp chưa không có quả đó, tức là cho quả tái tục. Còn quả trong thời bình nhật thì phải chờ cho tới khi nào cái gì đó mới ấy được. Còn phạm nhân như mình thì chắc chắn là không thể nào mình hy vọng những cái nghiệp mà tổng tốc thứ hai, tổng tốc thứ năm mà nó vô hiệu, ít khi nào không có. Nó vô hiệu vì mình đắc thánh mà, thì mới tổng tốc thứ hai tới thứ năm nó mới có khả năng. Bởi vì cái tổng tốc thứ hai tới thứ năm đã cho quả trong cái thứ ba trở đi, thì tính cái gì sơ quả ngày còn tối đa 6 kiếp nữa, là tâm tử phát sinh 6 kiếp. Tâm tử phát sinh 6 kiếp thì cái động tốc từ thứ hai tới thứ bảy đó có khả năng cho quả. Có khả năng cho quả. Nhưng mà nếu mà quả trong thời tái tục của bốn đường ác đạo thì những cái đó làm thì nó không có khả năng cho quả nữa. Đó. Nó chỉ có khả năng nó cho quả trong thời bình nhật mà thôi. Còn những cái động tốc thứ hai tới thứ sáu nào có khả năng cho quả trong cõi người hoặc cõi nhân thiên đó thì lúc đó nó mới có khả năng nó cho quả. Mình nói nó vô hiệu nghiệp chưa được đó, thì mình cứ tính về tính cái thời gian cho quả từng cái, mình sẽ biết cái nào nằm trong một trong ba cái là nghiệp chưa cho quả, nghiệp sẽ cho quả, hoặc nghiệp không có quả. Nam mô Bích Tài. Dạ.
Dạ, Nam mô Bụt Tà, dạ Nam mô Tam Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ con đã hiểu về cái vấn đề đó. Dạ không biết là có ai có muốn nêu câu hỏi thì cứ việc nêu đi ha. Rồi chúng tôi sẽ đọc giùm cho. Hoặc là ai có muốn lên hỏi đặt câu hỏi trực tiếp với sư á thì cứ việc dệt. À, thì trong khi chờ đợi các anh chị thì chúng tôi cũng nêu tiếp tục nêu câu hỏi tiếp là ở trong thiền cái vấn đề về thiền tứ niệm xứ, con nhớ con có đọc giải về của ngài Pa-ốc phải quán đủ cả bốn thân thọ tâm pháp và phải thấy rõ, phải quán đủ là cả bốn cái đối tượng thân thọ tâm pháp hay là cả danh và sắc thì mới có thể dẫn đến là chứng đắc đạo quả. Nhưng mà con nhớ con cũng có đọc ở đâu đọc một cái sớ giải nào đó, cái chú giải nào đó mà của vị nào con cũng quên mất cụ thể, nhưng mà trong đó đề cập rằng là trong bốn thân thọ tâm pháp ví như là bốn cái cánh cửa thành thì có thể chọn bất kỳ một cái cửa nào để mà đi vô trong cái cung điện. Ý muốn nói là đối tượng thân thọ tâm pháp có thể chọn một cái mà quán cũng có thể đạt đến được cái gọi là cái đạo quả. Như vậy con không biết cái quan điểm, hai cái quan điểm này nó có bị mâu thuẫn với nhau hay không. Và con kính thỉnh là sư Quan Hỷ giải thích cái vấn đề này. Và con gửi mic cho sư. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Một đối tượng nào cũng có thể quán cả bốn cái thân thọ tâm pháp hết đó. Đối với thiền tứ niệm xứ đó, bất cứ một đối tượng nào cũng có khả năng cho cái thành giả quán cả bốn cái chuyện đó. Và trong lúc bình thường đó, chưa cho tới khi chưa đắc đạo quả đó, thì lúc nào mà nó dính trong trường hợp nào mình có khả năng quán thì đều quán cả bốn. Nhưng mà tới khi mà nó gần cái trường hợp đắc đạo quả đó thì có cái nào mà rõ nhất, nghĩa là sáng rõ nhất, hay là cái nào là mình thành giả có nhiều cái kinh nghiệm mà nắm bắt lấy đối tượng trong cái đề mục đó đó thì cái phần đó là cái chắc chắn đưa tới đạo quả. Thế nên nếu mà nói cả bốn là mình nói trên con đường tu tập, nhưng mình nói khi đắc thì cái nào mà ở sát đó thì mình vô được tới đó, chứ không thể nào mà lúc đó phải bốn nữa, không có. Bởi vì cũng giống như cái vô thường khổ não vô ngã ba trạng thái đó đó, nghĩa là mình chỉ thấy một cái mà thôi, nhưng mà kể là tại sao, tại vì nó là một chỗ. Chú giải cũng thí dụ như cái y ông sư nó có ba cái lỗ nằm chỗ đó, nhưng mà lỗ trình tâm mình có một lỗ trình tâm thôi, thì khi mình thấy mình chỉ thấy thôi, nhưng mà thật sự ra nó nằm một chỗ là ba. Thì bây giờ cũng vậy, cái lộ đạo hay lộ gì phát sanh cũng có một lộ mà chỉ thấy một tướng trạng và chỉ thấy một đối tượng trong thiền tứ niệm xứ mà thôi. Thành ra nói đó là mình phải hiểu vậy đó, hiểu là trên đường tu tập thì có khả năng quán cả bốn thì cái điều kiện của mình, nhưng mà tới rừng cái lúc mà đắc thì chỉ có một thôi, làm sao bốn, mình có một lộ trình tâm thôi mà quán cả thân cả thọ tâm pháp đâu có được. Nên anh nó phải hiểu cái technique của cái cách quán đó, là mình có thể quán bất cứ lúc nào. Còn ví dụ như bây giờ sở dĩ mà có nhiều cái trường hợp nói là tại vì có người nói đây chỉ quán tâm mà thôi, đây chỉ quán thọ thôi, nói cái đó thì nói chơi được chứ không có đúng sự thật. Chúng tôi qua nhiều trường thiền nhưng chưa có trường thiền nào nói đây dạy quán thân hay đây dạy quán thọ quán tâm hay rồi thọ đều dạy quán tứ niệm xứ ở đây, chứ không có nào nói một cái đó. Bởi vì trong lúc mình vô đó là mình thấy có cả bốn cái chuyện đó, nhưng mà mình có khả năng về cái chuyện nào. Ví dụ như bây giờ huynh Tịnh Thông học trong trong di pháp thấy rõ ràng đó, một cái tâm sân nó phát sanh đó, đồ mà nó xà cái tăng tức là thọ, bà thì khá sẩm bà vô tăng nó là cái sân, tức là nó là cái hành quẩn rồi đó, thấy không? Tức là mình quán qua cái khác rồi. Nhưng mà nếu mình nói mình không không nhất tôi phải quán tâm mới được, thì cái tướng tâm tức là lúc đó là bà thì khá sẩm vô tăng chứ không phải là đô ma nát nữa.
Mà bây giờ nó nằm chung chỗ rồi mình quán sao? Thì cái nào mình có cái kinh nghiệm về cái nào thì mình nhìn cái đó chứ, mà nói mà phải lựa đâu có được, phải không? Ví dụ như hơi thở mình đó, trong tứ xứ cũng nói ra rằng hơi thở có thể quán thọ thân thọ tâm pháp. Bây giờ mình đang hơi thở thì mình ở trong cái trạng thái như thế nào thì mình có quyền quán theo cái trạng thái đó chứ, chứ đâu phải nhất định hơi thở là phải quán thân đâu, phải không? Thành ra khi trên đường tu tập cả bốn, nhưng mà khi đắc nghe nó một mà thôi. Dù mình xách súng mình bắn vậy, nó mình bắn là pha, nó bắn năm sáu viên nhưng mà chỉ có viên trúng đích thôi, nó là như vậy. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sa thú và dạ, con kính tri ân sư. Thôi xin mời các anh chị khác ở trong room nêu các cái câu hỏi để cho room nó room sôi động lên. Xin mời các anh chị. Xin mời các anh chị cứ cứ tự nhiên cứ gõ lên rồi chúng tôi sẽ đọc câu hỏi dùm cho các anh chị. Dạ, như vậy thì con cũng không có làm mất thì giờ của sư. Dạ. Cái hơi thở của mình đó, xem đó là yếu tố gió. Con nhớ là trong những cái mấy cái loại mà trạng thái gió thì trong đó là có cái hơi thở vô, hơi thở ra, nó cũng là gió. Như vậy khi mà mình biết cái sắc chân đế của hơi thở đó, thì lúc đó là mình biết bằng cái là thân thức ngay cái nhân trung, hay là mình biết bằng cái giác quan nào thưa sư? Khi mình biết cái sắc chân đế của hơi thở là gió đó, là lúc đó là mình đang biết bằng cái thân thức, biết bằng cái thân thức, hay là mình biết bằng, con thấy hình như chỉ có cái thân thức thôi chứ còn không biết là còn cái thức nào. Và con kính xin là sư giảng rõ hơn cái chỗ này ạ. Tức là thấy sắc chân đế của hơi thở là mình vào cho sư. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, hiện dạ kính thưa chư quý vị, thấy tất cả các điều thấy trong trong vấn đề mà tu tập thiền đều phải thấy bằng lỗ ý hết á, tức là ý thức, chứ không thể nào là thân hay là nhãn thức, nhĩ thức, là ngủ xong thức không thể làm việc được. Huỳnh Thịnh Thông đã nhớ cái như vậy thì thấy rõ cái đó lắm. Khi ngủ thanh chỉ có một lỗ trình tâm mà thôi, nên nhớ đó, ngủ thức là phát sinh lỗ tâm. Cái lỗ thứ hai sau khi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thân đó là cái lỗ đó gọi là ati tạ kha ná quý thỉ. Rồi sau đó một hay là một lỗ nữa mà thôi, một lỗ trong ngủ xong thức nữa mà thôi, rồi mới cái lỗ thứ ba đó là sa mô hoặc kha ná quý thỉ. Thành ra cái lỗ ngủ không thể nào hành hành thiền được cả, không thể hành thiền được cả. Thành ra mình thấy nào đó mình hơi thở, mình để cái niệm của mình vô cái lỗ mũi để mình quan sát cái xúc mà thôi, chứ lúc đó không thể nào quan sát bằng cái thân thức được, mà phải là ý thức, nghĩa là mano viên nhà ná đó, chứ không thể là bằng là vô sổ tạ kha ná chiêu hải viên nhà ná gì cả. Mình nhớ cái chuyện đó. Đó. Bởi vì cái lộ ngủ nó không thể phát sinh nhiều bằng lộ các lộ trình lộ ý. Lộ ý mới có thể liên tục, nếu cái mình mạnh rồi đó thì nó không phải qua lộ ngủ nữa, mà nó đi rẹt 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 rất nhiều cái lộ ý tiếp tục thì nó mình mới thấy được cái đó. Chứ không phải thường thường đó là mình phải, nhưng mà mình phải biết cái đó đó, cái hơi đó, đó nó phát sinh do đâu. Chứ không phải ấy. Ví dụ như cái hơi đó thì thường thường đó người ta ví dụ niệm phòng xẹp đi. Mình niệm hồng xẹp mình nói mình thấy bụng phồng cái này kim sùm ấy, cái đó là không đúng nhân ý của mấy ông thiền sư cái môn đó đâu đó. Mà niệm phồng xẹp để thấy cái gì? Thấy trạng thái của chitta chá hòa vô tha tụ, tức là cái trạng thái di động của chất gió phát sanh từ tâm, chứ không phải để quan sát cái bụng phồng cái xẹp, đúng không? Bởi vì bụng phồng cái xẹp nó là chế định pháp chứ không phải là chân đế pháp được. Mà tất cả đối tượng của được gọi đối tượng của thiền minh sát thì nó phải là chân đế pháp, cho nó là thực tính pháp thì không có được đó.
Khi nào mà cái tâm mình vẫn còn bắt được cái chân đế pháp chưa được đó, mà chỉ bắt cái thực cái chế định pháp đó, thì lúc đó mình là mình hành về niệm mà thôi chứ không phải là hành thiền. Lúc đó mình niệm mà thôi chứ không phải hành thiền. Ví dụ như mình biết cái đó nó phòng biết cái kia biết cái gì gì đó căng hay là gì rồi là do niệm nó biết. Còn nếu mà trí tuệ nó biết thì nó phải biết tận nguồn gốc của cái điều kiện đó, tức là mình thấy phải thấy danh sách rất rõ ràng, chứ còn không phải là vô rồi mình niệm phòng a xếp a phòng a xếp a rồi cũng nói mình thấy này thấy kia cái đâu không có thấy gì hết. Bởi vì mình niệm đó là chỉ dựa vào chế định mà thôi. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, rất là rõ ràng. Dạ, con kính tri ân sư là Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, bây giờ phải chờ các anh chị nào có câu hỏi cứ việc đưa lên để đổi không khí. Dạ. Rồi, có câu hỏi của Hoàng Phương 4 là kính bạch sư. Quả báo của lễ dân y tắm mưa là gì? Và dạ, kính xin ngài giảng dạy cho chúng con được rõ. Và dạ, con xin gửi mic lại cho sư. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Nó quả báo là cái gì thì không ai biết được đâu hơn. Nhưng mà ăn thua cái lời nguyện của mình, ông nguyện như thế nào khi mình dân y tắm mưa thì những cái điều nguyện của mình nếu đầy đủ cái điều kiện nó thì có thành thể thành mà thôi. Chứ còn hãy mà mình nói quả báo lễ nghi tắm mưa là gì mà nếu ông sư ông giảng sư nào ông nói lễ nghi tắm mưa để kiếp sau có y chẳng tắm không là đủ mệt rồi ha, nên là mình không thể nói gì được. Thường thường quý vị làm bất cứ cái phước gì đó, thứ nhất là có hai chuyện, chuyện thứ nhất là cho người, chuyện thứ hai là cho mình. Cho người tức là cho người cũng có hai phần, phần thứ nhất là cho người chết tức là mình gọi là hồi hướng, phần thứ hai là mình cho người sống tức là mình nói để người ta tùy hỷ phước báo mà mình làm. Còn cho mình là cái lời nguyện để mình hướng dẫn cái quả của cái pháp mà mình đang làm, tức là nguyện cái báo của lễ nghi này thì chúng tôi có thể hiểu được những cái gì mà Đức Phật giảng dạy hay là để diệt trừ phiền não gì đó thì mình cứ nguyện đó. Thì từ từ mình làm riết thì nó ấy, chứ còn phi không biết cái quả không, quả báo lễ ghi là gì đó không ai nói đó. Ngay quả báo của lễ dân y thứ thiệt thì nữa mà không ai biết chắc chắn nó là cái gì đó nha. Tùy thiện khi mà nó cho quả và điều kiện mà nguyện trong tâm mình từ lâu mình muốn được cái hậu quả như thế nào mình làm cái đó mình nguyện thì nó sẽ đưa tới cái đó. Chứ còn ví dụ như bây giờ mình đi làm để gì, mình có tiền mình mua gì thì theo cái tiền mình có, chứ hỏi mình đây đi làm cái quả của đi làm này đây là tiền lương là nói cái đó thì thôi chứ làm sao đâu, không có giải thích được gì cả ha. Nó mua với thầy á. À, sa thú lành thầy. Và con thấy Hoàng Phương cũng đã gửi lời tri ân sư rồi, mời xin mời những anh chị khác. Để con chừa cái thời gian để cho các anh chị ra gõ. Rồi thì trong khi các anh chị cứ việc gõ từ từ đi. Rồi, nhà con xin gửi một cái vấn đề ra với sinh sư giải thích là có quan điểm họ cho là vi diệu pháp cái Abhidhamma này là do Đức Thế Tôn thuyết giảng ở trên cung trời Đạo Lợi cho các vị chư thiên. Như vậy thì vi diệu pháp chỉ thích hợp với lại cái căn cơ là của những cái vị thiên tử, những cái chư thiên thôi, còn với nhân loại thì lại là không có thích hợp để mà học cái môn vi diệu pháp này.
thì cái một điểm họ 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 họ, họ nêu ra như vậy, lấy cái cớ như vậy để mà đại khái không muốn học hay sao đó, ví dụ như vậy. Thì họ nói rằng là đây là cái giáo pháp mà được thuyết ở trên cung trời Đạo Lợi, tam thập tam thiên, cho nên chỉ thích hợp với những cái căn cơ là những vị chư thiên thôi, còn đối với lại nhân loại thì nó không hợp. Thì như vậy chỗ này mình sẽ giải thích như thế nào, và con kính thỉnh gửi mic lại cho sư. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thực sự ra đó là Đức Phật dạy duy pháp là dạy cõi người này nè, nhưng mà không có nhiều bằng chứng là cái bài cái pháp đầu tiên đó, đó. Cái bài chuyển pháp luân đó là đề cập tới những cái chi pháp, trong những cái gì được dạy trong duy diệu pháp. Nhưng mà thường thường đó, khi mà người ta đề cập tới cái vấn đề đó là lý do là tại sao, tại vì so với cái chiều dài của cái bộ cái tạng duy diệu pháp đó thì cõi người không thể nào có người nào mà ngồi nghe từ được cả. Theo chú giải đó mà cái nội cái quyển cuối cùng đó, nó bộ bạch Đức Phật thuyết trên đó, nếu mà in ra bằng sách giống như mình in bây giờ là khoảng 3 triệu quyển như vậy đó, thì quý vị cứ nghĩ rồi mình đọc bao lâu mới hết. Nên thành ra không có ai mà ngồi, nghĩa là mà mình tính thời gian trên đó, nếu mà tôi thiệt 3 tháng như này không ai vô mà ngồi trong kỳ viên mà 3 tháng đang nghe cái gì pháp rồi đó. Thành ra dưới này đó, khi mà thuyết mỗi lần thuyết chút chút chứ không có thì nhiều, nhưng mà nó được nguyên bộ vậy đó thì nó mới ra cái vụ mà lên cung trời thuyết. Cũng có thể ngày lên cung trời ngày thuyết cho bằng hậu gia, nhưng mà thuyết như thế nào bao nhiêu thì mình không có biết, nhưng mà những sự lụng lặt của tất cả các điều mà mình được học ở dưới này chứ không phải trên đó ha. Bởi vì ngài thuyết nên đó cái âm thanh của ngài đó nó nhanh ghê lắm chứ nó không có giống như mình ha. Còn dưới này thì lâu lâu có một cái rồi cái người mà thì nếu mà mình nói mà chỉ thuyết ở đâu xa không ở dưới này thì thành ra cái lời của ngài Ananda nói là nói trật đất thì sao, ngài nói chính tại lỗ tai tôi nghe từ miệng Đức Phật 42.000 82.000 pháp quẩn và 2.000 pháp quẩn từ các bạn đồng học đó, rằng ngài nó ra đâu lên cõi trời đâu à, phải không, ngài đâu đi theo Đức Phật để nghe đâu đó. Anh ta phải nghe này, nghe ở dưới này chứ không phải nghe nghe trên đó. Nó có nhiều cái chuyện nói ra thì không thể nghĩ bạn được, bởi vì mình không có sống thời đó, với ai trí tuệ mình nó yếu quá nên mình không biết thời đó như thế nào. Nhưng mà đại khái là theo chúng tôi ngài cũng có thể thể thuyết đó, cũng thể thuyết chứ, nhưng mà chắc chắn ngài phải thuyết như này đó. Mỗi ngày thuyết mới 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 rồi ngài nó đang nghe được ngài mới lặp lại cho như vậy, còn bên kia ngài có thuyết nhưng bao nhiêu ấy thì cái đó chỉ ngài sẽ được tạ được nghe mà thôi, theo dòng dòng kinh điển thì ngày nào ngài cũng phải xuống để đi trị bệnh, với thân người là thân ngài là thân người không thể nhịn đói quá lâu được, thành ra ngày nào ngài phải xuống ngài đi trị bệnh để ngài độ. Vậy đó thì ngài ngài sẽ được tạ lên đảnh lễ ngài, thì ngài nói ở bữa nay bao nhiêu chuyện vậy, bao nhiêu chuyện nhiều chuyện vậy, nó là theo tiền thuyết như vậy. Nhưng chắc chắn là những cái lần mà ngài thuyết chắc chắn là phải ở những cái điều mình nghe là phải chắc chắn phải ở dưới này, còn ngài thuyết ở trên cung trời nó nhiều lắm, giống như chúng tôi nói đó, chú giải giải Tết là cái âm thanh của ngài là nó khủng khiếp, mình một ngày nói được 12 âm, mình nói cái chưa mình nói một âm ngài cái ngài nói được 28 âm tất cả đó. Thành ra ngài lên nó ngài thuyết nhanh vậy là nó mới nhiều đó. Ngài một cái vị mà rất giỏi về bạch bạch thả ná đó của Miến Điện đó, thì trong cái ngài có dắt bộ chú giải về bộ bạch thả ná, ngài nói nếu con người ta đó mà sống được 100.000 tuổi mà mỗi một ngày mà tụng được 10 110.000 câu á thì người ta phải cần cái tuổi thọ cỡ đó mà tụng hết,
tức là sống 100.000 năm mà mỗi ngày tụng liên tục ngày 10.000 câu, 10.000 câu thì mới hết cái bộ gì diệu pháp, thì quý vị biết nó khủng khiếp cỡ nào. Thì mình nói bây giờ cái chuyện quan trọng là ngày thiết ở đâu, cái chuyện đó nó không quan trọng. Cái chuyện quan trọng là mình hạ thủ con vũ học để thấy sự lợi ích của cái pháp mà ngài Đức Phật đã dạy, chứ còn mình ngồi mình bàn ra để mình khỏi học thì cái chuyện thời gian vô ích và cái chuyện nó không có lợi lộc gì cho mình và cho ai hết đó. Thành ra cái hạ hạ thủ con vô mà học thử coi, rồi đem áp dụng trong đời sống hàng ngày thì coi như thế nào. Cái chuyện gì thì mình không có bàn, nhưng mà cái chuyện mà chỉ cần hiểu biết cái căn bản về diệu pháp không á, mình đọc cái kinh Tứ Niệm Xứ mình vẫn thấy nó hoan hỷ hơn là cái người mà không có học gì diệu pháp đó. Quý vị đi hỏi thử coi biết liền, không học diệu pháp rồi đọc cái bài kinh Tứ Niệm Xứ nhiều khi không biết cái gì là cái gì. Còn mình anh chỉ có căn bản thì nó khác. Nó mô cái thầy giá à, Nam Mô Bụt Thà dạ, con kính tri ân sư. Dạ như vậy thì như như sư hồi nãy trình bày đó, là cứ mỗi 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 sư sư giải là cứ mỗi một ngày sau khi mà Đức Thế Tôn giảng xong cái một cái bài ở trên cung trời thì ngài xuống dưới đây đi khất thực và nói lại cái bài đó cho ngài Sariputta. Thì sau này con nhớ là các cái 500 cái vị tân tỳ kheo mà có tiền kiếp là 500 con dơi đó, thì học lại cái vi diệu pháp này là từ ngài Sariputta. Như vậy thì cái phiên bản mà lưu hành ở dưới trần mà hiện giờ mà chúng ta đang được học ở đây á, thì có phải chăng đó chính là cái phiên bản mà ngài Xá Lợi Phất đã dạy lại cho 500 cái vị tân tỳ kheo đó, chứ nó không phải là cái phiên bản mà Đức Phật giảng ở trên cung trời Tam Thập Tam Thiên, tức là nó là một cái bản thu gọn lại thôi. Là tại vì cứ mỗi một ngày thì Đức Thế Tôn xuống giảng lại cho ngài Sariputta, rồi sau này ngài Sariputta mới giảng cho 500 cái vị tân tỳ kheo. Không biết như vậy là cái bản mà chúng ta đang học ở đây đó, nó là cái bản mà từ ngài Sariputta dạy lại, có phải như vậy không? Kính thưa sư, dạ con xin gửi mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, nếu bây giờ đa số mình ai cũng vậy, hiểu là hiểu như vậy, nhưng mà chúng tôi vẫn có question cái chỗ đó, nghĩa là ngài Ananda ngài nói là tôi nghe từ miệng của các bậc đồng phẩm hạnh có 2.000 pháp uẩn mà thôi đó, tức là 2.000 bài pháp thôi. Thì nếu mà nói 2.000 bài pháp như vậy thì đâu phải nghe từ cái ngài Sariputta phải không? Nghe từ Đức Phật chứ. Chứ nếu mình nói bây giờ mà mình học cái phiên bản của ngài Sư tại dạy kia cho mấy mấy cái người mà theo cái trong nhóm của ngài không á, thì nó phải nhiều chứ. Nếu anh này vậy thì nếu ngài nó ra nhập lại thì tôi phải nghe 40 mấy ngàn pháp quyển từ miệng của bạn đồng vô hạnh chứ đâu phải giỡn đâu. Là nó cái đó là những một trong những cái mà rất nhiều người question, mà question rồi thường đã các mấy cái vị hồi xưa dạy gì pháp cũng không ai dám ra lời đó. Chúng tôi cũng chỉ để question vậy thôi chứ cũng không dám ra lời, bởi vì mình không biết cái phiên bản đó có thể là một phần của cái ngày mấy cái vị đó, và một phần nữa Đức Phật nói tóm tắt một số điều gì của cho ngài Ananda nữa, mình cái đó thì mình không có rõ. Nhưng mà nếu mình dựa theo cái lời ngài nó đã nói trong lần cái tập tâm tạng lần thứ nhất á, thì nó chính tôi nghe từ miệng Đức Phật là 82.000 bài pháp, nghe từ miệng của các bạn đồng vô hạnh 2.000 bài pháp. Như vậy hai bài pháp nếu mình tính á, thể ra cà thạc thể đi cà thạc bà tỳ sẩm phi tha mắt khá, rồi kinh thập thượng, kinh sẵn kỳ tỳ sụt tạ kia để kim sùng đó, thì mình tính hết cái đó thì cái phần còn lại phải do từ miệng Đức Phật nói ra chứ, phải không? Nhưng mà cái đó thì thôi cũng cứ để đó thành một cái dấu chấm hỏi đi, chứ còn bây giờ mình không có tha tâm thông để biết rõ mà để nói ra thì nó không hợp lý, mà nhiều khi nó còn nói trật nữa. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con đã hiểu cái
Dạ, cái ý của sư rồi. Dạ hợp lý, giải thích như vậy con thấy cũng 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 có cái lý à thưa sư. Dạ. Tức là mình dựa vô trong cái bài kệ là ngài Ananda đã nghe được 2.000 pháp uẩn từ chư tỳ kheo phạm hạnh. Dạ con nhớ không? Dạ con nhớ. Dạ. Rồi xin mời các anh chị nào có câu hỏi thì cứ việc nêu lên nè. Chúng tôi sẽ đọc giùm cho các anh chị. Dạ có ai cứ việc gõ lên đi. Dạ xin mời các anh chị. Dạ con thấy có câu hỏi rồi. Con thấy có câu hỏi của Hoàng Phương 4 là kính bạch ngày nay có những cái trường thiền nào hướng dẫn thiền dùng đề mục Kasina hay không ạ? Lợi ích của pháp hành thiền này đó là cái gì? Dạ, con gửi mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó bây giờ thì ít có trường thiền nào mà dạy ngoài trừ những trường thiền mà ở trong rừng để dạy những cái gì ta tập để ta luyện thần thông mà thôi. Bởi vì cái lợi ích của cái pháp hành thiền Kasina đó, thứ nhất là để luyện thần thông, thứ hai là để tu lên các tầng thiền cao lên được. Chứ còn những cái đề thiền khác, đề mục khác thường đó là nó chỉ tới sơ thiền thôi. Đi tới đủ năm thiền và có thể tập được ấy thì nó chỉ có 11 cái đề mục mà thôi, tức là 10 Kasina với cái thứ hai là cái hơi thở. Thành ra đa số, nhưng mà bây giờ đa số đừng thiền thiền phải dạy hơi thở. Lý do là người ta dạy hơi thở là tại vì cái thiền mà hơi thở đó vừa hành được cái vừa hành được cái thiền chỉ và vừa hành được thiền minh sát nữa. Còn những cái đề mục khác thì thường đa số là nó nằm trong cái thiền chỉ không mà thôi. Nên thở là một trong những cái đó. Thường thường đó là cái trong những cái đề mục mà quý vị coi trong bài kinh Tứ Niệm Xứ mà về đề mục niệm thân đó, thì nó có một số cái đề mục mà có thể hành vừa thiền chỉ với hành thiền minh sát được. Có những cái đề mục thì phải chỉ hành được thiền minh sát không mà thôi. À, mà đặc biệt là trong những cái đề mục nào trong thiền tứ niệm xứ đều hành được cả thiền chỉ và thiền minh sát, chứ không có đề mục nào mà hành thiền chỉ không. À, nhưng mà đa số bây giờ thì người ta áp dụng cái đó, thành ra ít có dạy cái những cái ngoài thiền chỉ không. Là như vậy đó, bởi vì thứ nhất nó không hấp dẫn, thứ hai người ta muốn được cái gì, chứ còn nếu mà làm ở casino thì mình có thể là mình về nhà mình làm cũng được đại khái vậy đó. Thường thường đa số thì mấy ông sư đa số cũng vậy đó, thôi sẽ lấy cái miếng vải vàng để làm cái màu để hành nó dễ, để cho tới cái tâm nó yên tĩnh thôi, chứ không có đắc gì đó, bởi vì đắc phải công phu dữ lắm. Đó, thành ra cái ví dụ như cái đề mục hơi thở mà hành vừa thiền minh sát vừa thiền chỉ thiền minh sát được cả hai. Rồi trong trong thiền niệm thân đó, rồi tới thứ hai là về thể trược, tức là cây xả lô ma đó cũng vừa hành thiền chỉ được, hành thiền minh sát được. Và cái thứ ba đó là một bất tịnh đó, tức là quán về tử thi cũng hành vừa thiền chỉ và vừa thiền minh sát được. Còn mấy cái khác thì thiền minh sát hầu hết các đề mục của trong bài kinh Tứ Niệm Xứ thì chỉ là thiền minh sát mà thôi. Chỉ có 4 5 cái chuyện mà chúng tôi nói là hành cả hai thôi. Thành ra quý vị mà vô mấy cái trường thiền họ dạy thiền tứ xứ đó thì quý vị có thể hành được cả hai, tức là thiền chỉ bây giờ thiền minh sát là vừa vào đề mục hơi thở, đề mục thể trược và đề mục bất tịnh bất mỹ, thì vô đó học, chứ không cần phải lựa chọn cái xin áo này kia, phải về mua kiếm đất sét màu mặt trời mới mọc màu đó này kia dùng nó có lúc, thành ra giờ không ai làm hết đó. Nam mô Bụt Thầy á.
Con xin kính tri ân thay mặt trong room kính tri ân sư Liễu Tông ạ. Dạ, Hoàng Phương 4 cũng là gửi lời kính tri ân sư rồi. Thì sẵn sư nói về trong cái vấn đề về 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 thiền chỗ này, thì sư sư có cái ở trong 89 tâm á, thì nó chỉ có duy nhất là có cái tâm sân là nó thọ u thôi. Có chỉ có hai cái tâm sân là thọ u. Nè, con thấy ở trong cái sơ đồ cái chi nêu bản nêu chi pháp á, trong cái 89 tâm thì có hai cái tâm sân là nó thọ u. Nhưng mà rõ ràng là khi những cái người mà họ thi họ tu tập họ quán những cái đề mục mà bất mỹ á thưa sư, thì họ vẫn sinh được cái thọ, sinh được cái sự nhàm chán, tức là họ cũng có cái thọ u. Nhưng mà khi đó cái tâm của họ không thể là tâm sân. Thì như vậy thì cái chỗ này mình sẽ giải thích như thế nào là con kính thưa sư. À, có nghĩa là trong bản nêu thì nói rằng là thọ u thì xuất hiện ở hai cái tâm sân. Nhưng mà trên thực tế thì những cái vị mà hành thiền á, mà họ quán những cái đề mục mà tử thi hoặc là quán những cái đề mục thể trược bất mỹ thì họ cũng sẽ có, họ cũng có cái thọ u, họ nhàm chán. À, nhưng mà lúc đó tâm đó thì không phải là tâm sân. À, tâm đó là tâm thiện, nhưng mà như vậy thì chỗ này mình giải thích như thế nào? Con kính gửi mic lại cho sư. Con cũng chưa hiểu rõ chỗ này. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Khi người ta luyện tới cái độ đó đó thì cái sự nhàm chán không phải là thọ u nữa, mà sự nhàm chán là do trí tuệ thấy rõ cái điều mà cần phải loại bỏ. À, thường thường thật ra khi mình dịch những cái đó ra, nhiều khi mình dịch mình rất nghe mình rất khó hiểu. Tại thường mình dịch nghĩa là nói trắng ra đó, vị nào mà có học Pali đó thì mới thấy rõ. Trong Pali có phân tích là trong cách nói của người đời đó có 12 cách chánh và 40 mấy cách phụ đó. Thành ra khi người ta dịch người ta cũng dựa vào một số cái đó, nhưng mà tại vì mình không học không biết thì mình không biết. Ví dụ như người ta dịch là khi người ta dịch, ta dịch tới nói tới cái quả, nhưng mà cái người nghe phải hiểu cái nhân. Hoặc là ngược lại, người ta dịch khi người ta dịch ta nói tới bên một phần mà mình phải hiểu cái phần khác nữa. Đó. Nói một góc hiểu một góc, nói bên hông hiểu bên cạnh, nói đuôi hiểu đầu, nói nhân hiểu quả, cái đó là những cách trong bài. Thành ra khi mình ở dưới ngoài mình dịch từng dịch tới tuệ chán nản thì mình tưởng cái thấy cái điều đáng sợ hãi với trí tuệ, chứ không phải là lúc đó cái tâm nó đang sợ hãi. Đó. Mình nói tới cái quả nhưng mà mình phải hiểu cái nhân là gì, là mình trí tuệ mình nhàm chán cái đó. Mình thật sự là mình nói trí tuệ nhàm chán này nhiều khi mình cũng khó hiểu, nhưng mà tiếng Việt mình nó yếu mình không biết dùng những cái tên từ gì. Nhưng mà trí tuệ thấy rõ cái điều đó đáng điều ghê tởm, đáng điều nhòm nhàm chán, chứ không phải là cái tâm lúc đó nó nhàm chán. Bởi vì nó mới đi lựa đề mục thích hợp là vậy. Thích hợp nó mình nói chữ đó người ta nghe người ta cũng hiểu, dễ hiểu lầm. Lựa cái đề mục nó phản lại với cái cá tánh của mình, chứ không phải là thích hợp với cá tánh. Ví dụ cái người sợ ma thì không bao giờ ông sư ông thầy cho đi quá xác chết bây giờ đó. Đó. Hay là cái người mà thích đẹp thích ấy gì thì thường những cái đề mục mà làm cho cái sự thích thú tức là tham sắc sanh thì ông mấy thầy sư cũng không cho làm. Đó. Thành ra khi mà cái sự giống như sợ mình nói là sợ hãi mấy cái đó đó, cái đó là do trí tuệ nó thấy cái đó là cái điều mà đáng lẽ là mình nên tránh xa, tại sao mình ngồi đây vậy, chứ không phải là cái tâm sân nó phát sanh. Cái thọ u đó nó phát sanh trong những trường hợp mà mình dùng nó để cho nên mình nó không có nằm đối tượng nào mà làm cho tâm sân phát sanh được á, thì cái đối tượng đó mình phải tránh xa rồi thì làm sao mình có thể được. Mà nó cái người mà đi quán gì bất mỹ đó người ta là cử nhiều chuyện lắm rồi, huynh huynh biết hồi xưa mà chúng tôi mà mỗi lần đi coi đốt xác chết đó, là nhiều khi phải ăn chay mấy ngày đó chứ không phải không được. Bởi vì sợ mấy cái nhà quỷ mà nó khi mà đốt nó có cái mùi cái nó tới đó là nó thấy mình có mùi giống nó cũng phiền đó.
Người ta nói mình chưa, cá nhân thì chưa bị, người ta nói nhiều khi nghe mình cũng ớn đó. Thành ra phải hay là chỗ chỗ cái nghĩa địa trong trong chỗ chúng tôi hành thiền đó, hãy có xác chết quặng vô thì ông cả ông biểu xuống đó, thì trước khi mà ông quể đi xuống là trong 1 2 ngày đó là không được ăn đậu hay là không được ăn mặn gì, ông chồng phải ăn chay để cho cái người nó không có, đừng có mùi đó, phải ngồi trên gió sao dưới gió sao, nó nhiều chuyện lắm chứ không phải dễ, không phải đi qua xác chết là dễ đâu đó. Rồi là giờ mình làm hết điều kiện đó mình mới bắt đầu mình đi xuống, xuống đó mình quán ngăn, mà mình nó phải nói cho cái mình mà bắt đầu sợ là mình không có cách chim quán được đó, bây sợ cái tâm nó kỳ lắm. Nếu vô đó thấy cái xác chết là cái mình, nếu mà không mình là cái người sợ mà thấy lắm cho đó, không có không có dễ đâu, ra khỏi quán thì đi ra nói ông thiền sư là con làm cái này không được, để ông kiếm đề mục khác cho mình, chứ tâm sân nó phát sanh không có đâu. Xuống nghĩa địa gì này kia nó có điều kiện rất là xa, đứng trước gió dưới gió làm sao, trên gió làm sao, như thế nào đều có hết cái điều nghĩa địa mà thiền sư ở trong đường thiền nó bắt buộc vậy đó. Thành ra những cái tâm xấu mình nó rất ít khi nó phát sanh, nó rất ít khi lắm, trừ phi mình nó phải rùng rợn ghê lắm, hay là cái người mới vô tu 1 2 ngày mà ông thiền sư cũng bắt đi vậy. Nhưng mà thường bắt đi phải cho cái người mà đỡ đầu đi theo ông sư, mà đỡ đầu người đâu. Nhưng thôi nhiều khi nó cái tâm sân nó mạnh quá, nó dành dám tửng lắm, chứ không phải giỡn, tửng à, tửng tửng liền chứ không phải dễ. Nó có nhiều cái đó rất là không giống như mình nói, thí dụ lên rung hay lên ấy mình khuyên người ta đi hành thiền quá niệm về xác chết tử thi này kia, nó không phải dễ đâu, nó rùng rợn ghê lắm chứ không phải dễ giống như mình nghĩ. Thành ra mấy cái đó ông thầy sư cũng kỹ lắm, vô ông hỏi mình tới lui để ông biết cá tánh mình như thế nào, rồi ông mới cho đi quán cái gì khoán cái gì, chứ không phải vô đó là cái xuống xuống nghĩa địa đi coi xác chết mà quán không có ha. Thành ra cái chuyện mà cái thọ u đó không thể nào phát sanh trong lúc mình có những cái đối tượng mà nó tương đối nó phù hợp với cái cá tánh của mình để mình quan sát trong lúc đó, anh đã không có cái vụ mà sẽ cái tâm sanh được Huynh Tịnh Tông. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con kính tri ân sư. Dạ mới đầu con cũng 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 nghĩ như vậy, mới đầu con cũng có cái nghĩ là nó không phải là thọ 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 u. Dạ. Trong trong những cái trường hợp mà những cái vị đó quán cái tướng bất mỹ như vậy thì nó là cái tâm tâm thiện thì nó không thể là cái thọ u được. Nhưng mà sư sư là con nhớ rằng là có một cái bài kinh, hình như là bài kinh Đa Thọ thì phải, ngài Sariputta dạy thì phải, là thọ nó có cái loại thọ nên có, mà nó có cái loại cảm thọ không nên có. Những cái cảm thọ mà nó liên quan đến cái sự mà xuất ly nekkhamma thì ngài khuyến khích rằng là nên có, nên gần. Nhưng mà những cái thọ mà nó liên quan đến là gọi là năm 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 dục á, năm dục trần á, thì là mình nên xa lánh. Thì trong trường hợp này mình hiểu như thế nào thưa sư? Dạ, con kính gửi mic lại cho sư và kính xin sư giải thích thêm cái chỗ này. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa thầy quý vị. Bất cứ các loại thọ nào vậy, mình có 5 loại thọ đó, mà cái loại thọ nào nó có thể nó làm cho cái trí tuệ trong thiền minh sát phát sanh được mà không trở ngại thì cái loại đó nên thân cận và nên để nó tiếp tục phát sanh được. Còn cái những loại thọ nào mà khi mà nó phát sanh với cái đối tượng nào mà nó làm cho cái ngũ dục mình nó có năng lực thì những loại đó nó nên tránh xa, à phải nên tránh xa chứ không thể nói đó. Thành ra không phải cái lúc nào mà cái pháp xấu mà nó cũng là cái pháp mà mình phải xa lánh cả, có những pháp xấu mình cần mình phải tìm hiểu gần gũi để biết nó, để mình có thể mình tạo một số cái điều kiện để cho pháp hành hay là cho cái đời sống của mình. À, có những cái pháp tốt nhiều khi mình cũng phải xa lánh như thường chứ không phải không, bởi vì cái pháp tốt nó vẫn thể là cái nhân nó đưa tới cái xấu phát sanh. Ừ. Đó. Mình đừng tưởng là mình
cái điều mà mình không thích bữa nay đó nó không thể là cái nhân để cho cái sự thích thú của cái tâm tham nó phát sanh ngày mai, không có đâu. Mình con người thay đổi theo cái điều kiện cảm xúc của mình, thành ra có những cái cảm xúc nó phát sanh nó mà xúc mà nó duyên cho thọ, thì những cái xúc của mình mà nó làm cho cái thọ nào đó phát sanh, mà cái thọ khi nó phát sanh rồi đó, niệm định hay tuệ của mình mà nó bắt đầu nó chuyển hướng để nó mất năng lực, tức là mình nói trắng ra là ác pháp nó phát sanh, thì những cái loại đó đều phải tránh xa hết đó. À, còn những cái loại nào mà ấy mà làm cho những cái điều kiện mà về pháp hành mình nó được phát triển và nó được vững mạnh, có năng lực, thì cái đó nên gần. Thành ra nhiều khi mình vô trong trường thiền cũng vậy, bất cứ nơi nào nó có những điều nó gọi là bà rí phô khá đó, những cái trở ngại của thiền đó, thức ăn cũng có thể là trở ngại của thiền, nhà mới sơ sơn cũng là trở ngại của thiền, hay là nhà gần đường xe cộ quá cũng là trở ngại của thiền, nó nhiều chuyện dữ lắm chứ không phải dễ. Thành ra đa số nó có những cái trường thiền, tại sao mà bây giờ mình thấy trường thiền ngoài phố cũng có, trong rừng cũng có, tại vì có nhiều người vô trong rừng hành không có được, cái sự lo sợ nó dễ phát sanh. Có những cái người nghe tiếng ồn không sao, nhưng mà sự vắng sợ nó mới tùm lum. Chứ hồi xưa hồi thời Đức Phật quý vị thấy không, bây giờ con khu nhà quan ngôi rừng vắng, hay là ngôi rừng quan khu nhà vắng, chứ đâu có bao giờ mà giống như bây giờ mà giữa lớn giống như Washington DC cũng có trường thiền, hay là Bangkok cũng có trường thiền rồi này kia sùm đó. Tại tại vì tôi có cái cá tánh của người ta thích hợp cái điều kiện nào, nên là người ta muốn quảng bá những cái điều mà Đức Phật dạy đó, thành ra người ta có những cái hệ phái mà nó có đủ, trường thiền trên núi cũng có, trường thiền ngoài biển cũng có, trường thiền trong trạch vốn cũng có, trường thiền ở bìa rừng trong rừng gì nó có hết đó. Nó có 4 5 chi nhánh này đó. Nó vô ông sư mà ông hỏi điều kiện của mình, hỏi nói tới nó luôn, cái ông đưa, tại sao có nhiều ông đưa lên núi, có nhiều ông đưa vô rừng, có nhiều ông để ngoài thành phố vậy đó. Rồi mình đi thời gian sau mình mới thấy nó có những cái chuyện mà bên cạnh cái đó mình không có biết. Quý vị cứ ngồi nghĩ mà nó phải nói cho nó có những cái nó rùng rợn lắm. Được, nhưng tôi kể cho quý vị nghe cái kinh nghiệm mà ngày xưa trong rừng tôi có cái cốc này nè. Nghĩa là xa lắm, nó không có xa lắm nhưng mà cũng xa, nó cũng cả nó phải nói cho mấy chục thước mới có được cái cốc khác, cái lều khác của ông sư, mà nó bị rừng. Và chúng tôi mới vô 2 3 ngày bữa đó, đường ngồi cái tiếng có cửa cọc cọc cái mở ra không thấy ai đó. Rồi ngồi hồi cũng bị mở ra không thấy ai, mà làm 2 3 đêm chứ không phải 1 đêm quý vị. Tới ngày thứ ba chịu không nổi, qua hỏi ông sư ở cái cốc mà xa xa mà nói có, ông nói đây đâu có ai vô đâu, rừng khuya nó khuya đâu có ai vô. Cái ông nói là sư khoét cái lỗ sư coi ai vậy. Thì cái mới khoét cái lỗ bên bên cạnh cái chỗ ấy rồi, rồi quý vị biết đó. Tới chừng nghe cọc 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 cái đưa mắt vô lén 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 vô dọn vô. Mình hồi xưa giờ mình cứ nghĩ là người khuất mặt quẳng ma nó nhát mình, thật sự đó, đó là con cẩu, cẩu rừng đó. Nó vô nó ngồi xuống nghe, nó ngồi sát đó, cái đuôi nó lâu lâu cái nó gõ bạch 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 lâu gõ bạch bạch bạch, hãy mình mở ra cái nó giọt cái đâu nhanh không, mình đâu thấy tối mà đó. Cái mình ngồi ré vô rồi quên thấy rõ ràng ảnh, quý vị biết bởi vì cái trong cái khu vực mình nửa khuya mà nó vắng que đó, cái đuôi mà con cẩu mà nó gọi cho cái góc cửa mà nghe mình nói mình cũng nghe nổi da gà, mấy là ghê chứ đâu phải dễ đâu đó, chứ đừng có nói mà nếu mà thành ra chúng tôi hay giỡn giỡn với mấy ông sư bạn, nói có người gõ cửa mở ra cái nó tôi là ma thì chắc không có sợ, nhưng mình mở cửa mình thấy cái cô đó mặt mày đó, nhưng mà sao đứng hổng cẳng à? Không thấy đầu gối trở lên không, không có giải, đúng là quý vị chắc xỉu vậy, giống như tôi chắc xỉu chứ làm sao được phải không đó. Nó có những cái mình cứ nghĩ mình ngon, nhưng thật sự là cái tâm mình yếu ghê lắm.
nó yếu ghê lắm mà nó phản mình cũng dễ nữa, nên nhiều khi mình phải tập luyện tâm để mình thấy những cái đó, chứ không phải mình để mình nói mà nó làm gì mà không có lợi ích, rất có lợi ích mấy cái đó đó, để biết vô ở trong mấy cái đó mới biết là cái tâm mình nó yếu ghê lắm, sợ tất cả mọi chuyện mà sợ rất điều nhiều cái điều rất là vô lý. Và đó là những cái mà có những cái mà dầu là thọ xấu đi nữa cũng nên gần gũi là như vậy, có những cái thọ mà nó làm cho mình dễ bị sa ngã, dầu rằng nó êm dịu cái mấy cũng nên tránh xa. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Sàng Khà Dạ. Dạ con kính thay mặt room kính tri ân sư ạ. Dạ nghe sư nói là cũng đủ lạnh người rồi. Rồi xin mời những anh chị khác nêu những cái vấn đề lên. Dạ, để chờ chút xíu cho sư uống nước. Sư, thưa sư, sẵn đây cho cái chữ Pali là Tý Giá Rupăng với là cái Sa Tá Rupăng, thì cái này là cái loại sắc gì? Con kính thưa sư, là kính thưa sư giải thích giùm con cái chữ Pali này, là cái chi pháp của cái sắc này nó là sao thưa sư? Là cái tí giá rupăng là cái sạch tá rupăng nhà con kính gửi mít cho sư. Nam mô Bụt Thà Dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư vị, cái này nằm trong cái cảnh thái giám mắc ạ. Về quẩn sông bị giá ru băng xả tạ ru băng ru băng ná ru bản thô, tức là sắc ngọt ngào, sắc đẹp đẽ là sắc, nhưng mà không phải là sắc quẩn. Rồi cái câu kế tiếp là ru bạc khánh thô ru banh chê quá ru bạc khánh thô chạ, tức là sắc quẩn là sắc cũng trúng mà là quẩn cũng đúng. Thì bị giá ru băng xả tạ ru băng là một hình thức rum, nghĩa là gộp chung tất cả các điều mình thấy bằng con mắt của mình đó. Ví dụ như theo chi pháp thì nó nói là các tâm tâm sở với sắc kể chung vậy, chứ không không có riêng rẽ. Ví dụ mình thấy một cái thân hình đẹp đẽ là bị giá ru băng, mình thấy với người giống như cùi hủi là bị giá ru băng vậy đó. Còn cái hình mà nó nhiều khi nó không đẹp mà nó ấy thì xả tạ ru băng, tức là sắc ngọt ngào, sắc mềm mại rồi này kia, xong gọi là sắc nhưng không phải là sắc quẩn. Thì trong chi pháp là nó tính rương cho là nghĩa là ngọt, danh sắc mà theo chế định thôi chứ không có tính ra từng cái, giống như mình học về thực tính pháp đó là bị giá ru bằng hay sa tạ ru bằng. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính tri ân sư ạ. Rồi xin mời các anh chị nha. Rồi, xin mời các anh chị khác cứ nêu lên. Chúng tôi dừng lại thời gian để các anh chị gõ các cái câu câu hỏi của mình lên nha. Có ai có vấn đề gì nêu thì cứ việc nêu ra để mà một mình là Thịnh Thông nêu lên thì nữa. Câu hỏi nhiều khi không đúng ý vui nha. Con nhớ lại chỗ nào mà con không thông thì con hỏi sư, ngành chi là sư giảng thì con rất là hoan hỷ, cứ nhớ lại cái chỗ nào mà chưa có, chứ con cũng không có câu hỏi gì nhiều. Có một cái đoạn kinh mà dạy rằng là
ở trong cái thân này nè, trong cái thân năm uẩn này nè, là đã có khổ và sự diệt khổ, tức nghĩa là đã có cái chân lý là tứ đế ở trong cái thân này. Nhưng mà có cái chuyện mà thấy ra hay không thì nó tùy theo cái phước, cái khả năng của mỗi người. Nhưng mà rõ ràng là danh sắc ở đâu thì là cái chân lý tứ đế là nó có ở đó. Năm uẩn ở đâu là cái chân lý tứ đế nó có ở đó. Thì có phải chăng là người ta dựa vào cái lời dạy này trong cái đoạn kinh là trong cái thân này nè là có khổ và có cái sự diệt khổ, tức là cái chân lý tứ đế. Mà Phật giáo hậu thời sau này người ta nói rằng là tất cả mọi người đều có cái khả năng là giác ngộ. Thì cái điều này mình sẽ hiểu như thế nào để mà mình đừng có bị rơi vào cái tà kiến. Và kính thưa sư, và con xin gửi mic lại cho sư. Nam mô Phật Thầy và kính bạch chư Tổ mì và kính thưa chư quý vị. Thật sự là có những cái người ta chỉ nói theo cái phương diện nhưng mà nó không đã. Ví dụ mình nói tánh thấy, tánh biết, hay là mình có cái tự tánh hay tánh giác gì đó, cái đó là có. Bởi vì những cái đó là do sự tu tập, sự đào tạo của mình từ các pháp, các thiền pháp mình gọi là ba la mật đó, để được có cái đó. Lúc trước thì cũng có người hỏi tôi, chúng tôi có thí dụ cái dễ hiểu nhất để cho quý vị thấy là mình có cái đó hay không. Tức là chúng tôi thí dụ cái chi chi hay proma đó. Tức là chi là nói theo tiếng Anh mà proma nói theo tiếng Tây đó. Hỏi có từ đâu? Thì thường thường người ta nói là có từ sữa bò, lấy từ sữa bò ra. Nhưng mà quý vị nên nhớ đó, nó không có trong sữa bò đâu. Nếu mà nó có trong sữa con bò thì mấy cái ông nuôi bò thì muốn ăn chi hay proma thì ra bóp vú bò lấy ra ăn cho mắc gì phải đi mua. Thành ra mình muốn có hai cái loại đó thì mình dùng những phương tiện để mình lấy từ trong sữa của con bò ra những cái chất đó. Thì nó gọi là chi hay proma. Thì cái phương cái thì giống như là cái sữa đó, nó giống như là pháp học vậy đó, toàn bộ lời dạy. Còn cái mà mình học để mình thấy, để mình kéo ra những cái đó đó, nghĩa là cái pháp hành mà mình lấy để mình kéo ra để cho nó thành chi pro đó, thì cái đó giống như là cái thiền minh sát mình đó, thì mình mới thấy được bốn bốn cái pháp mà cần phải thấy, tức là tứ đế đó. Thì nó cũng giống vậy, chứ trong chi vô ma thì là trong sữa nó không có hai loại đó, mà mình phải dùng những cái phương tiện để mình lấy nó ra, mình lấy những cái chất đó ra để nó thành cái đó. Thì bây giờ khi mình nhìn cái ngũ uẩn này đó, nó có những cái điều kiện đó, nhưng mà nếu mình không gặp được một bậc chánh đẳng chánh giác thì mình có khả năng để lôi những cái đó ra không? Không có. Thì nó mới luân hồi. Thì tức là trí tuệ nó phát sanh, cái đó là nó phải làm vậy. Ở đâu xa đó, trong cái thân dài một sải này thôi,
Nhắc nó ra tới trong nói tiếp chứ không bây giờ là thất chúng tôi là thất thập cổ thì chắc sắp đi tham mưu với thập Nam mô Bụt Tha. Dạ con cho đạo tràng kính tri ân lời sư Liễu Tông. Nêu vấn đề cho sư giảng cho chúng con. Con nhớ có một cái định nghĩa về đó là Awichamane Chawapetiti Awicha, tức là không biết cái pháp hiện tại, để con gọi có lại. Con gọi lại Chawapetiti Awicha. Dạ. Awicha Mane Awicha đó là vô minh, là không biết cái pháp hiện tại. Như vậy khi không biết cái pháp hiện tại thì nó liên hệ như thế nào với cái sự mà không biết về tứ đế để mà gọi đó là vô minh? À. Cái câu này là ở trong cái cuốn sách về siêu lý của ngài Tịnh Sự, thưa sư, nghĩa về vô minh. Đó, là vô minh là không thấy được cái pháp hiện tại. Thì như vậy cái pháp hiện tại ở đây nó có phải là cái thực tại thân thọ tâm pháp hay không? Và kính thưa sư giảng giải thêm cho chúng con về cái chỗ này. Nam mô Bố Thầy. Dạ, kính bạch Tư Tôn này. Dạ, kính thưa chư quý vị. Cái hiện tại ở đây chỉ cho cái thập duyên nè. Tại dựa vào cái định nghĩa mà thông thường chúng ta thấy là vô minh là không biết tám điều, tức là bốn đế, không biết danh sắc quá khứ, danh sắc hiện tại, y là danh sắc quá khứ, danh sắc tương lai, danh sắc quá khứ và tương lai, và danh sắc hiện tại, tức là bà tịch chặt sự mục bà đá, tức là không biết là nhân duyên nữa, không biết đó. Thành ra vô minh nó không biết tới tám cái điều như vậy. Nhưng mà đa số bây giờ mình nói tắt, tức là cái điều biết, đáng biết, không biết, cái điều không đáng biết thì nào thì biết á, là vô minh. Thật sự là vô minh của mình còn yếu lắm, là mình biết không bằng cái vô minh mình mà thứ có thứ thiệt đó, Quỳnh Thành Thông. Là mình lên cùng trời đó mình gặp hai cái vị đạo sĩ mà thầy của Bồ Tát chứ không phải không á. Nó hai ông đây lên tới đó rồi, bởi vì vô minh nó biết tới cùng trời phi tưởng, phi tưởng mình không biết, mình chưa tới. Thành ra thường thường đó thì cái chuyện mà bốn đế thì mình miễn bàn, bởi vì mình chưa danh sắc quá khứ thì đã không biết rồi, ai thì cũng danh sắc cả quá khứ cả tương lai thì cũng chưa biết, còn có cái hiện tại đó thì bây giờ mình đang tập để biết. Tập để biết là tập cái thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ thật sự ra nó có nhiều chuyện nói, nhưng mà để thấy cái gì? Chỉ để thấy danh sắc mà thôi. Sống trăm năm mà không thấy danh sắc không bằng sống một ngày mà thấy cả danh lẫn sắc, hoặc thấy sinh diệt là vậy đó. Nên là bây giờ làm thế nào để mình thấy cái đó? Thì có hai chuyện, đối phạm nhân có hai chuyện: văn và tu. Phạm nhân mình là không có tư. Văn là học, học mà học cái điều mà các bậc thiền trí dạy, chứ còn những cái điều mà về đời thì phí thì ở uổng. Học cái đó, học rồi cái mình hành là tư, là tu. Thường thường văn tư tu thì tư là mình không có rồi. Chúng tôi nói nhiều lần, tại vì người ta nói mình cứ có tư không có, không có tư. Trong chú giải Sẩm Mùa Vino Thani, tức là chú giải của Bộ Quý Phân, quý vị nào rảnh thì ví dụ nét là coi cái vụ chỗ nhà ná Quý Phân,
Thì quý vị sẽ thấy cái câu mà trong đó nói rất rõ ràng, nói câu rất rõ ràng là Chintana, Chintana Maya Banya chỉ phát sanh ở các hạng Bồ Tát tự giác mà thôi. Đó, trong đó nói rõ ràng rồi đó. Thật ra mình không có tề tư, nhưng bây giờ mình nói mình học rồi mình suy tư cái đó. Cái đó không phải là tệ tư, mà cái đó vẫn là tệ văn như thường. Tại vì mình học rồi mình suy nghĩ, mình quan sát, mình tư duy theo cái điều của người khác đã biết. Giống như mình bây giờ đó, mình học danh sách rồi này kia là do cái lời dạy của Đức Phật, mình học theo cái đó thì là tệ văn, chứ không phải là tệ tư. Đó mình học hiểu rồi đó, mình mới hạ thủ công phu. Tức là pháp học là nhân của pháp hành, mà pháp học với pháp hành là nhân của pháp thành. Thì khi mình hạ thủ công phu rồi đó, là mình ấy làm cho cái vô minh nó kêu bằng nó bớt tào lao đi, thành ra mình mới thấy cái điều đáng thấy. Chứ còn mà nó bây giờ nó còn năng lực rồi, mình không thể nào thấy cái điều đáng thấy cả, bởi vì nó còn năng lực là mình thấy đâu cũng sai hết. Thấy đâu trật trật lắc, thấy đâu trật lắc hết. Nhưng mà cái khổ với chúng sanh đó là khi mà thấy trật thì mấy cái tâm mà phóng vật nó nhào vô, nó bên vực cho mình thấy sai hoài. Vậy thấy không đó, đa số là vậy đó. Còn những cái quyển sách mà về hay hay rồi này kia sùng, nó ít cái nào mình chịu khó mình để ý đọc lắm. Vinh ở Việt Nam này, Vinh rảnh rảnh này xuống gặp ngài Thanh ở Viên Không đó, ngài có mấy quyển sách vừa khá quý lắm, thôi ngài cho để đọc nghiên cứu rồi sau này biết đâu trở thành bậc 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 trí trong giáo pháp Đức Phật, là rất là xả thú, hoan hỷ xả thú chứ không phải không. Đó. Rồi bây giờ mình muốn làm muốn để cho cái vô minh mà nó mất năng lực lần lần thì chỉ có thấy những điều đáng thấy trong hiện tại mà thôi. Đó. Ngay cả mình đi hành để mình thấy cái gì cũng thấy cái hiện tại của cái ngũ uẩn này mà thôi, cái danh sắc này mà thôi. Chứ mình đâu cần thấy những cái gì xa xôi đâu. Đó. Mà rất tiếc là nó di tế quá, rồi mình học hoài mình cứ không thấy hoài. Mà đa số mình thuộc loại tưởng không người lái nữa. Cái gì cho cái tưởng hay lắm, tưởng không người lái. Đó. Mục tiêu của mình bây giờ làm thế nào để cho cái anh vô minh này và ảnh mất năng lực. Thì cái mất năng lực là chỉ cần thấy một chuyện mà thôi, tức là thấy cái nhân mà tạo ra khổ đó, thì là thấy khỏe rồi. Thì ngày xưa đó, khi mà ngài Sariputta mà nghe ngài Sa Chế nói đó, thì ngài thấy vậy đó. Về thăm ma hệ tụ bà phá hoa, thì ngài thấy cái gì? Khổ đế có nhân là tập đế. Thì thấy cái đó thôi là ngài cười 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 khỏe ra liền. Còn mình là cái tối ngày cái rên rỉ dạng pháp vô duyên sanh mà chẳng biết dạng pháp là pháp nào, pháp nào nên là không thấy gì hết. Thật sự câu đó chỉ có nghĩa là cổ đế có nhân là tập đế mà thôi, mà chắc cũng một vài a tăng kỳ nó mới thấy được đó huynh. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ. Rồi xin mời các anh chị ha. Rum im lặng quá. Dạ. Xin mời các anh chị. Dạ. Con dừng cho sư nghỉ uống nước. À, xin mời các anh chị khác nêu những cái vấn đề mà các anh chị quan tâm để cho sư giảng cho room mà cùng học. Xin mời các anh chị.
Rồi, như vậy thì cũng không ai muốn nêu vấn đề hết, thì con cũng tiếp tục. Dạ thưa sư. Dạ con trích một cái đoạn kinh thôi thưa sư, là kinh ở trong Tương Ưng Sáu Xứ. Có một cái đoạn kinh là như vậy thưa sư, là Bạch Thế Tôn, do biết như thế nào, do thấy như thế nào mà vô minh được đoạn tận, minh được sinh khởi. Này các tỷ khưu, do biết, do thấy sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, sáu xúc, ba thọ là vô thường mà vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Dạ, con xin chép cái đoạn kinh đó lên. Chỗ này con chỉ xin sư làm rõ cái chỗ. Do biết, do thấy, sáu căn là vô thường, sáu cảnh là vô thường, sáu thức là vô thường, sáu xúc là vô thường. Thì cái thấy vô thường chỗ này nè thưa sư, là mình thấy bằng quán tưởng hay là mình thấy bằng cái trên cái sự thật chân đế, thấy bằng cái quán quán tưởng theo cái chế định hay là mình thấy trên cái sự thật chân đế. Dạ con kính gửi mic là cho sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thật sự đó, những cái là trạng thái vô thường, vô khổ não, vô ngã gì đó, nó đều là trạng thái của thực tính pháp mà thôi, tức là pháp chân đế mà thôi, chứ còn chế định pháp thì không có cái đó nha. Chế định pháp thì không thể nào vô thường hay là khổ cái gì, cái đó thì không có cái đó. Thành ra khi mình biết sáu căn là ít nhất phải biết sáu căn cái gì là danh, cái gì là sắc, sáu cảnh cũng vậy, cái gì là danh, cái gì là sáu thức cũng vậy. Nên thức thì là danh không rồi, nhưng mà danh nó thuộc loại danh nào, danh bất thiện, danh thiện, danh gì đó. Xúc cũng vậy, cái xúc thì nó có hai loại, thường thường xúc hai loại, xúc danh và xúc sắc. Phải biết biết lúc nào xúc đó là xúc danh, lúc nào xúc đó là xúc sắc. Thường thường đa số thì nếu từ chúng tôi không có hơi hơi quá đáng thì đa số chúng ta chỉ biết xúc, thường thường là xúc, là xúc xúc danh mà thôi, chứ không thường thường không để tới xúc sắc. Xúc sắc cũng có như thường chứ không phải không, xúc sắc, xúc danh, xúc sắc phải biết nó như thế nào. Và cái quan trọng là biết những cái đó, đó nó có đó là nó trường tồn hay là nó chỉ sanh diệt theo nhân duyên, theo điều kiện, lúc nó sanh như thế nào, lúc nó diệt như nào, do nhân gì, do bao nhiêu gì đó, thì biết hết những cái đó. Thì mình khi mình thấy được cái nhân duyên của nó rồi, mình mới thấy được nó là có trạng thái là vô thường, bởi vì không ai muốn mà được. Do điều kiện vậy, do cái điều kiện này nó phát sinh, do cái điều kiện kia nó phải diệt hay là nó bị phải trạng thái như cũ hay là gì đó. Thành ra cái đó là mình phải thấy, thấy bằng trí tuệ đàng hoàng. Căn sáu xúc hay ba thọ hình thọ gì đó thì nó đều là thực tính pháp hết, thì nó mới mình mới thấy được vô thường, thấy được khổ hay là thấy được vô ngã. Chứ còn nếu mình không có có chế định, mình nói vô thường được, mình nói khổ nào không được, mình nói vô ngã cũng không không có chính xác nha. Thành ra thấy là thấy như vậy. Thành ra trong chú giải thì mà đề cập tới cái tuệ đầu tiên mọi người phải qua để có thể đi lên được là tuệ thấy danh sắc. Thì danh sắc nó giàu là sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, nó cũng chỉ là danh sắc. Mà danh sắc khi nó phát sinh có điều kiện như thế nào ta gọi nó là căn, có điều kiện thế nào ta gọi là cảnh, có điều kiện thế nào cũng phải gọi là thức, là xúc hay là thọ, là nó dựa vào những cái đó. Mà khi nào mình thấy nó rõ ràng như vậy rồi, tức là mình rõ ràng là nghĩa là không có xa cái con đường mà thấy tứ đế, không có xa đâu.
Nhưng mà bây giờ mình còn chưa biết mình đã bước lên đâu được chưa, hay là con ở đâu đó xa lắc xa lơ, thành ra nghe nó trong kinh Đức Phật dạy dạy cho cái vị đó nghe xong ngài đắc, mình tưởng đâu dễ, quý vị đâu có biết gì đó ra đào tạo ba la mật mấy à thần kỳ luôn, rồi con mình chưa có được kiếp nào hết, kiếp nào cũng mới tập tu không à, thành ra có cái cơ hội như mấy cái vị đó là Nam Mô Bích Thầy á. À, Nam Mô Bụt Thà dạ, Nam Mô Tham Mà dạ, Nam Mô Sằng Khà dạ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ đúng là cái chỗ hồi nãy con nói nó không có được rõ lắm. Dạ đúng rồi, cái pháp chế định thì đương nhiên là nó không thể nào nó có cái tam tướng được. Chỉ có cái pháp chân đế, chỉ có cái danh sắc chân đế thì nó mới có tam tướng. Mà ý con muốn nó muốn thật ra sư đã nói rồi, ý con cái nêu cái câu hỏi chỗ đó đó là mình thấy vô thường đó theo cái kiểu là quán tưởng hay là quán tưởng theo tục đế, quán tưởng giống như là anh ú sa tí hay là dạ, hay là mình thấy ở trên cái bằng cái chánh cái sa tí và cái sampajano ở trong cái tứ niệm xứ, thì như hồi nãy sư nói rằng là bắt buộc là mình phải thấy bằng cái niệm và cái tỉnh giác của cái tứ niệm xứ. Tại vì cũng có một đoạn kinh cũng có một cái đoạn kinh mà trong kia đề ghi là vô thường tưởng, mà thấy bằng vô thường tưởng là đoạn kinh đó là như vậy thôi sư, để con chép lại là tức là do tu tập và làm sung mãn cái vô thường tưởng, như vậy thì cái chỗ này nó là quán tưởng về vô thường, thì tất cả những cái dục tham được đoạn tận, sắc tham được đoạn tận, rồi hữu tham được đoạn tận, vô minh được đoạn tận và ngã mạn được đoạn tận. Thì như vậy thì cái vô thường tưởng ở cái đoạn kinh này và cái thấy vô thường ở trên cái đoạn kinh trên đó thưa sư, thì nó giống nhau hay là nó khác nhau? Dạ con kính xin xin sư quan hỷ giải thích lại hai cái chỗ này một một lần nữa. Dạ. Con xin gửi mic lại cho sư. Nam mô Bố Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thường mình chưa tưởng mình đụng tới chưa tưởng, mình tưởng nó là sảnh nhà, không phải. Chưa tưởng nó có nhiều cái nghĩa mà mình dựa theo cái nghĩa đó để mình biết cái thực tính pháp của nó. Chưa tưởng trong hai câu mà Huynh bố ra đó, chưa tưởng này đó có nghĩa là quán. Tức là niệm và sẵn bạch sanh giá, chứ không phải tưởng là sanh gia, sanh gia là tưởng quẩn đó, không phải. Thành ra bởi vì cái tưởng đó mình cứ tưởng nghĩ là tưởng, bởi vì cái tưởng mà là sanh gia đó, nó là cái tưởng, cái sự biết qua điều kiện, biết có điều kiện. Còn khi mình nói tưởng mà theo cái nghĩa quán á, là nó biết theo cái thực tánh, nghĩa là nhận nhận dạng được cái thực tánh của nó. Hai cái nó mình dùng cái tưởng Việt Nam coi mình tưởng nó giống nhau với hai cái nó khác nhau hoàn toàn, nói về chi pháp thì nó khác nhau. Mà thường thường đó, khi mình nói tới chữ tưởng là mình nên để mình biết cái tìm cái chi pháp của nó ra, chứ còn không mình rất dễ hiểu lầm. Ví dụ như mình gọi là cõi vô tưởng, cái tưởng chữ chữ tưởng cho cõi vô tưởng nó là cái thức, như là cái danh đó, là cái cõi không có danh. Chứ mình tưởng cõi đó nếu mà không có tưởng quẩn thì thôi chắc chết. Hay là mình nói là dùng chữ tưởng trong cái thức cái hữu tình cư hay là cũ tình chúng sanh gì ông thùm đó, cái chữ tưởng nó chỉ cho cái tâm tâm tái tục, tâm tục sinh đó, hai cái nó khác nhau. Thì chữ tưởng này cũng vậy, chữ tưởng ở đây có nghĩa là quán, mình nói là vô thường tưởng tức là quán về vô thường, chứ không phải mình nghĩ tới cái vô thường mình đã rồi mình tưởng ra được nó vô thường, mình chưa thấy vô thường sao mình tưởng ra được nó, phải không? Tại là chưa tưởng vô này là quán, chứ không phải là mình dịch. Nhiều khi có những cái chữ mà mình dịch mình không có nghĩ tới cái chỉ pháp của nó, cái chừng nó mình dễ hiểu lầm lắm. Chưa tưởng ở đây đó nghĩa là quán, quán xét, quán thấy, phải nhận biết.
tưởng đây là nhận biết, nó quán biết, chứ không phải là tưởng là biết theo cái điều kiện giống như tự sảnh gia nằm mô bích thầy vậy. Ồ, dạ, chỗ này đúng là con cũng mới 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 được biết, dạ, yeah, đúng rồi. Và như vậy cái tưởng ở đây nó lại là Sampajano, nó lại là không phải là không phải là sanh nha, dạ. Là tùy theo cái chỗ, như vậy là cái chỗ là mình phải lấy được cái chi pháp cho nó. Dạ, yeah, chỗ này hay, xà thú anh thầy, dạ. Yeah. Con xin kính tri ân sư ạ. Tiếng Việt của mình thì nó hơi bị cái chỗ đó, à, cùng một cái chữ, nhưng mà có lúc mình phải coi cái chi pháp nó là cái gì để mình hiểu đúng, dạ. Chứ không phải là lúc nào cứ thấy cái chữ tưởng, cứ thấy cái chữ tưởng là con cứ nghĩ là sanh nha, nhưng mà là trật, dạ. Dạ đúng rồi, là tại vì chỗ này mà mình thấy bằng sanh nha là không 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 hợp lý rồi, dạ. Dạ con rất là hoan hỷ xin kính tri ân sư ạ. Rồi sao mày anh Minh Tâm anh mới vô đó, tôi mời anh lên nêu những cái vấn đề cho sư ha. Rồi xin gửi mic lại cho anh. Sa thú, kính truyền sư Liễu Tông. Sau đây giờ con có cái thắc mắc thưa sư, một cái vị tu sĩ, vị tu sĩ có cái bằng cấp của thế gian, tức là tiến sĩ này tiến sĩ kia đó, về Phật học, về Phật học đó thưa sư. Thì cái vị này phạm trọng mình có đó là cái bằng đó là cái kiến thức ở trong đầu của cái vị đó, tức là con nói ví dụ giờ cái vị đó học thuộc cái gì đó, được làm tiến sĩ, mà bây giờ vị này phạm trọng tội, phải trục xuất, thì như vậy thì mình có lấy cái bằng nó lại hay không, hay là cái bằng là cái sự chứng minh cho cái kiến thức trong đầu của vị đó, thì chúng ta không nên lấy cái bằng nó lại. Thỉnh sư giảng dạy điểm này. Nam mô Bổn Thầy, dạ, kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thực sự ra đó, những cái kiến thức ở đời được người ta cấp bằng hay là được người ta công nhận thì cái chuyện đó chỉ là kiến thức ở đời thôi. Vì đó có sự hiểu biết đó thì giữ cái dầu rằng còn mặc y không mặc y thì cái kiến thức đó không không ai đụng. Ở đây đụng là cái giới hạnh của người đó thì mới bị đụng thôi. Thí dụ như phạm bất cộng trụ thì kể như vậy đó, không còn giới nào của tỳ kheo hết nha. Rồi xả y thì xin thọ lên năm giới thì cái chuyện đó của về Phật pháp, mất cái chức mà để người ta được gọi hằng ngày, ví dụ mình gọi là thượng tọa hòa thượng thì mất chứ không, còn cái của đời đâu có mất được. Đời đi mình đi học bây giờ, bởi vì đa số mấy cái vị mà mặc đi rồi mà không có chắc chắn cái con đường mà tu hành của mình đó, thì nó mới đi học để được tiến sĩ, cao học tiến sĩ, rồi lỡ có sở y thì ra ngoài cũng lấy cái bằng đó đi dạy để nuôi mạng thôi. Nhưng mà cái đó là chỉ để cho mấy người không có ấy, chứ mà thật sự cái người tu thiệt cái đó không, ở các xứ mà theo có truyền thống là người ta không bao giờ ta làm đó. Bởi vì như ở Thái Miến Điện là đa số là tại sao họ phải đi ngoại quốc để họ học được những cái bằng này bằng nọ, chừng mà trong trong xứ của họ đó thì không được, ông sư thì học trường đời không được, chỉ học trường đạo thôi, mà trường đạo thường là không có bằng cấp. Nếu huynh Minh Tâm mà để ý mấy cái vị mà gọi là Tam Tạng pháp sư rồi gì của Miến Điện đi, họ có cái quạt này vậy đó, hoặc là để chứng chứng minh cho biết là ông đó học tới đâu. Ví dụ như bằng đó là bằng gì đó thì trên cái quạt có. Còn thấy mà ba cái tháp đó, là biết là Tam Tạng pháp sư, mà hai tháp là Nhị Tạng pháp sư rồi cái gì đó, thì cái đó thì trong các trường đại học ở ngoài không có, không có được quyền cấp, chỉ có những cái trường mà của chư tăng mới được quyền mà thôi.
Nhưng mà nó cũng là kiến thức của gì đó, tại vì gì đó học xong thì cái đó là cái tài sản của gì đó, thì mà mình giàu còn lấy cái quạt lại thôi, chứ làm sao lấy cái gì trong đầu cũng lẽ moi mổ ốc là lấy lại. Là cái kiến thức của mọi người mới có. Ví dụ như bây giờ cái vị đó mà học giỏi về tất cả những cái điều mà cần thiết của ông sư, rồi lỡ mà tu không được hoặc là bị cái gì mà la sư khả, nếu mà ở ngoài mà là muốn tu ha, theo trong đạo giống như ông sư thì gì đó vẫn làm được như thường. Thiền hành thiền tứ niệm chứ, thiền gì đó thì cũng làm được, bởi vì cái đó là cái sự hiểu biết riêng của cái vị đó. Chứ còn cái bằng mà gọi gì hay là bằng của đạo, chuyện đó nó không quan trọng. Mình nhiều khi đi tu rồi mà vẫn còn có muốn được người đời kính trọng, nó mới đẻ ra mấy cái chức đức thượng tọa này kia. Nhưng mà nên nhớ Đức Phật không có tán dương ở đó. Trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói rồi: vị tỳ kheo nhỏ hạ gọi vị tỳ kheo lớn hạ là phan tê, vị tỳ kheo lớn hạ gọi vị tỳ kheo nhỏ là hạ vũ sổ. Mình dịch tiếng Việt của mình là lớn hạ thì gọi là tôn giả, mà nhỏ hạ hơn gọi là hiền giả. Ha? Chứ không có cái vụ mà đại đức cái gì hết đó. Nhưng mà bây giờ thì ra khỏi đều có cái gì đó đứng phía trước cái tên cái gì đó hết. Đức Phật dạy chúng ta có hai cách, một là thân giáo, hai là khẩu giáo. Chúng ta học chỉ học một phần về cái khẩu giáo, thân giáo chúng ta không học được. Quý vị nên nhớ Bồ Tát từ lúc sinh ra cho tới khi thành Phật, rồi tới lúc mình Bà Đi Niết Phàn á đó, ngài đi chân đất đầu trần nha. Đó, đi bộ tới tới Cù Xì Na Ra để mà độ cái vị học trò cuối cùng, rồi ngài Bà Đi Niết Phàn á, tức là ngày ngày chết đó, nha. Đâu có đầu trần mà chân đất. Còn bây giờ mà ra khỏi chánh điện là lều chổng rồi che rồi ôm chụp, tức là mình không có theo cái lời cái thân giáo của Đức Phật. Tức là mình đã đóng góp một cái viên gạch cho sự suy đồi của giáo pháp nếu mình vẫn tán dương những cái việc làm như vậy. Bởi vì việc làm mà giáo pháp Đức Phật đứng vững là nhờ những cái điều mà về lời dạy của Đức Phật. Và trong kinh Đại Bát Niết Bàn ngài cũng nói rõ ràng: kính trọng ta những ai kính trọng Như Lai, tức là người đã hành theo pháp Như Lai. Chứ ngài không có nói là người đó cúng dường Như Lai để được gọi là kính trọng Như Lai cả. Mà mình không chịu học mấy cái đáng học, mà học cái không đáng học. Thành ra bây giờ nó mới như vậy đó. Nam mô Bích Tha giá. Sa thú và kính trường sư Liễu Tông. Chuyện là nó xảy ra bên Việt Nam, mới xưa giờ có một vị thầy ở bên Bắc Truyền, thì ông độ cho cái cô bé 14 tuổi, 14 tuổi cho nên giờ bị bắt, và sau đó thì bị trục xuất và bị lấy lại cái bằng tiến sĩ Phật học. Thì sẵn đây con hỏi em là, ví dụ giờ một cái vị bên Bắc Tông á, thưa sư, phạm cái tội đó, nhưng mà cái vị này thì theo như bên Nam Tông á, thì chưa có thọ giới tỳ khưu của Nam Tông. Thì nếu cái vị này sau khi ra tù mà xin thọ giới tỳ khưu của bên Nam Tông á, thì có được hay không, thưa sư? Bởi vì cái vị này thì bên Bắc Tông tức là không có thọ giới tỳ khưu, mà không việc thọ giới tỳ khưu thì hành dâm cũng không có sao hết. Thì như vậy thì cái vị này sau này có thể xin tu theo hệ phái Nam Tông được hay không, rồi con kính lĩnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, trong hệ nguyên thủy có 21 hạng người không được tu. Nên thì cái hạng của cái gì đó đó, nghe phạm cái tội là lỗi người đời chê trách đó, là sau này họ cũng quyết định là không cho tu luôn, chứ không có cái đường nào mà cho chúng ta tu. Tu vô rồi cái chùa đó nguy hiểm là tại sao? Ở Việt Nam thì chúng tôi không có sống với mấy vị, chúng tôi không biết. Giờ Thái Vân Điện mà nó đồn cái chùa đó có ông sư tào lao, cái là nó không để bát cả chùa luôn. Ông sư đi trị bệnh cũng có cơm ăn. Nhưng cái thứ đó đâu có ai cho vô đó, phải làm những cái lỗi người đời chê trách là cũng không được quyền mặc y.
Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thú và kính tri ân Liễu Công. Dạ, cái vấn đề mà mình đi khất thực á, thưa sư. Dạ, cái khi mà một cái những cái vị mà tu cái dạng mà sơn tăng đó là sư mà ở trong rừng đó, thưa sư. Dạ, thì những cái vị này mà đi khất thực mà không có bậc thực đó, thì nó có cái pháp nào để mình hành thiền để mà có thể giống như là cái gì nó giúp cho cái thân này nó bớt đói không thưa sư? Dạ, hay là cái thân thì là tứ đại thì nó đói là nó phải đói thôi, mà nhịn đói lâu ngày thì nó đau bao tử vậy, con nói vậy. Hay là nó có những cái pháp thiền nào đó mà nó trợ duyên cho cái thân này mình không ăn nhiều mà vẫn có thể duy trì mạng sống không à? Dạ, kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn hèn giả kính thưa chư quý vị. Thật sự đó có thể giúp được sống được 7 ngày không cần ăn gì hết, chỉ có bậc tam quả với tứ thanh quả là nhập thiền diệt mà thôi. Nếu rô thá sa ma bạch tị thì có thể ở 7 ngày. Còn những cái gì khác thì 1-2 ngày là nhiều. Dù rằng cũng có thể nhập 7 ngày nhưng mà chịu không có nổi đâu, bởi vì lý do là cái gì mà đắc quả hay đắc thiền đó không có thể dập vài ngày, nhưng mà cái điều kiện đó không đủ năng lực để chống lại cái sự đói. Nhớ đó. Thường ở trong rừng mà lâu lâu đi 1-2 ngày không có thì ráng nhịn thôi, uống nước không à, cái chuyện là chuyện bình thường. Ví dụ như mấy lúc mà trời mưa là đừng hy vọng, bởi vì đi từ trong rừng mà đi ra cái nơi mà mình có thể đi bát được đó, tức là làng xóm đó, thường thường là mấy vị đó là ở cách đó khoảng 3-4 cây số rồi đó, đi 1 tiếng rưỡi cho tới bây giờ 1 tiếng rưỡi, mặt trời vừa mọc đi rồi đi 1 tiếng rưỡi, bây giờ 1 tiếng rưỡi về tới nơi là gần 11 giờ trưa rồi. Mà quý vị biết đi 3-4 tiếng vậy mà bữa đó chỉ có một gói canh thôi là đủ ba thở, đừng nói được đâu nữa. Mà nếu mà cái nghiệp mình nó xấu quá thì ráng chịu, chỉ có cách theo mấy thiền sư dạy đó, niệm đói à đói à đói à, nào đói chịu không nổi thì thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà thời xưa thì có, chứ thời bây giờ cái những như vậy là hiếm lắm. Những như bây giờ thì hiếm lắm, hiếm có cái những người giữ được, người ta đi tới đó bữa trước đi không có, bữa thứ hai đi không có, bữa thứ ba là đi tới đó là vô quán trước rồi đó. Chứ đừng có lo, đừng có nói vậy đó. Như là hồi xưa mà giữ giới và trong sạch trong trong á thì nhiều, chứ còn thời bữa này hiếm lắm quý vị, đừng có hy vọng ha. Cái đó mình thế nào cũng đi mà kia ấy được nè. Mà thường thường con người mình phạm nhân nó không phải nó nhịn bảo đảm không quá 4 bữa đâu. Cá nhân chúng tôi biết là tới bữa thứ tư là sắp sắp sụm rồi đó, nghĩa là bữa thứ tư mà đi nửa đường là thấy muốn xỉu rồi. Nó đuối vậy lắm chứ không phải không đâu. Nhưng mà tại vì mình thứ nhất là cô thân thành ra không có nhờ giả ai ra, phải ráng thử rồi. Vô thử. Nhưng mà hên quá, ngày thứ tư có người ta nhìn cái mặt mình, ta biết cha nội này sắp đi đoàn tụ, nó dâng cho nó ăn cho không chắc mình đi thiệt. Chứ mà cái gì chứ đói. Về Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú đó, chí khách xả và Rama Rokha đó, đói là một cái sự đau khổ không thể tưởng tượng được. Thành ra nói chơi cho vui chứ nói thiệt lúc đó mới biết ai hơn ấy. Thường thường 2-3 ngày thì nhịn được, chúng tôi cũng đã từng bị rồi, nhưng mà tới ngày thứ tư là chịu không nổi, phải nói chịu không nổi là không nổi. Thì cũng phải cầu trời khẩn Phật kinh tông thần chú như sao cho có người biết mình đói thế, nhưng mà tùy theo. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú và kính tri ân sư Liễu Công. Sau đây con thấy Vũ Minh Minh có post lên là: thưa sư, 84.000 pháp môn là sao thưa sư, và tiếng Bali viết làm sao?
Kính cảm ơn sư, dạ con kính thỉnh sư Lữ Tông ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. 84.000 pháp môn ạch thà xà xà hạch xà thấm mắt khánh tha, nhưng mà nói sơ sơ thì lại đến sao chúng tôi nó nóng như thứ hai, nó bị hò càng tiếng quá. Nghe là 84.000 pháp quẩn, tức là 84.000 bài pháp mà Đức Phật dạy. Thật sự Đức Ngài nó đang nói thì chỉ có 82.000 thôi. Từ Ngài nó nói thì chúng tôi nghe từ 82.000 của Đức Phật đó ha. Còn 84.000 nữa, 2.000 nữa từ cái khác. Thì chữ chữ thâm má là mình dịch tương thường, mình dịch là pháp đó. Và chữ khánh thá tức là tập hợp, tập hợp những cái chi tiết cho một cái điều mà Đức Phật dạy, mình gọi là bài pháp hay là mình gọi là một đoạn pháp cũng được. Nhưng mà cái đoạn hay một cái bài pháp nó như thế nào được gọi là đoạn? Tức là cái đoạn đó coi người người nghe đủ căn bản nghe và có thể hành để có thể đắc, có thể thấy thấy tứ đế được. Nghĩa là chỉ cần một cái đoạn đó mình có thể mình đi tới nơi được. Đó thì cái đoạn đó gọi là một pháp quẩn. Đức Phật dạy 82 bài rồi kia lại vậy. À, còn để bữa nào chúng tôi vô chúng tôi lục cho coi cái lời của sư của ngài anh ai bằng tiếng Bali từng tới, thì từng tới vị này vô hỏi đi ha, vô đi chúng tôi liền nguyện cái câu hết cho cái đó. Nhưng mà tại sao một pháp quẩn mà có thể đưa tới? Chúng tôi thí dụ à, nghĩa là mình nói một cái đó có thể tới, nhưng với sức học của mình nó phải nhiều chuyện mới tới chứ không phải. Ví dụ như cái câu gồm A sẽ quên a chập hà là năng e tầm măng cái lắm mút tầm măng, tức là làm thế nào để được gọi là không gần người ác là cái nhân đưa đến sự an lành tối thượng. Bây giờ cái câu đó chỉ cần một câu A sẽ quên a chập hà là năng e tầm măng cái lắm mút tầm măng đó, mình làm sao mình có thể mình thấy đạo quả được? Thưa quý vị, nếu quý vị có đầy đủ pháp học thì quý vị sẽ thấy được như thế nào, thì làm thế nào để được gọi là không gần người ác. Thì quý vị nên hiểu người ác là người như thế nào. Trong phẩm nhị đề Bali có câu là ba la thâm ma, tức là các pháp làm cho chúng sanh đó trở thành người ác. Thì pháp đó là gì? Nói cho đầy đủ là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở đi theo nó. Thì khi nào trong cái đầu óc của bất cứ chúng sanh nào, hai cẳng, bốn cẳng, không cẳng, trượt bò gì đó, mà có một trong 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở đi theo nó đó, thì chúng sanh nó được gọi là người ác. Thì bây giờ mình có cái tâm đó thì mình đang là người ác, dù rằng đang nghe pháp đây cũng là người ác đang nghe pháp. Thì làm thế nào để đem cái ác đó, cái sự ác gian ác của mình ra khỏi cái lộ trình tâm của mình? Thì cái gì đó phải hành pháp tâm quán niệm xứ. Thì hành cái pháp tâm quán niệm xứ tức là tâm có tham có sân gì đó, tức là có cái pháp ác đó thì mình biết. Mà mình biết từ cái sự nhận thức đó, mình thấy danh sắc rồi thấy cái nhân duyên của danh sắc rồi, tức là mình có thể dựa vào cái một trong bốn cái đề mục của tứ thánh đế, tức là tâm quán niệm xứ đó, để mình có thể mình đi ra khỏi luân hồi được. Thành ra cái đó được gọi là một pháp quẩn của Đức Phật là như vậy. Còn câu qua ly để tuần sau chúng tôi lấy từ trong kinh điển ra để cho quý cho chắc ăn. Bây giờ hết giờ rồi. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Tất cả phước báo phát sinh do cái sự pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả quý vị chư tôn hành giả cùng hình sư nam và sư nữ trong đạo đàn này có khả năng chấm dứt được các pháp ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Phá hóa tu sắp bà măng khả lăng rắc hẳn tu sắp bà đế ta sắp bà bút tha nút phà vê ná sà đà sô thí phá quan tu tê phá quá tu sắp bà măng khả lăng rắc hẳn tu sắp bà đê quá ta sắp bà thầm ma nút phà vê ná sà đà sô thí phá quan tu tê phá quá tu sắp bà măng khả lăng rắc hẳn tu sắp bà đê quá ta sắp sẵn khà nút phà vê ná sà đà sô thí phá quan tu tê. Nam mô Bổn Thầy, nam mô thầm ma ya, nam mô sẵn khà ya, nam mô rắc ta nát ta giác xa. Xa thuộc nhà chúng con trong đạo tràng kính tri ân ngài.
Uttamang ghe na vang da hang pa da pang sum varuttamang buddhe yo khalito do so buddho khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính là cúi đầu làm lễ di trần dưới chân Đức Phật là đấng chỉ tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Để hăng